Vệ thư thừa nhận mình không phải người tốt, phu quân ngồi xuống tiền đồ vô lượng, giữ mình trong sạch, lại vì chúng nữ tiên phương tâm thầm hứa ba vị tiên quân, kết quả đều thành nạn dưới váy thân. Đời trước vệ thư ngây thơ lãng mạn, bị đại sư huynh ra vẽ đạo mạo lừa gạt, dẫn sói vào nhà, hại cha mẹ thân hữu chết thảm, nàng cũng trở thành phế nhân. Vì báo thù, nàng dụ dỗ đại đồ để song tu. Dụ dỗ nhị đồ để thu thập chứng cứ phạm tội tính kế tam đồ để mặc nàng sai khiến. Đáng tiếc cuối cùng sắp thành công bại, cho đến khi chết, nàng cũng không nghĩ ra là sai ở chỗ nào. Sống lại một lần, cha mẹ thân hữu chết thảm vận mệnh đã không thể nghịch, nàng đầu tiên muốn bảo trụ chính là tu vi của mình, như vậy sẽ không cần lại dựa vào người bên ngoài. Nhưng rõ ràng đã chuẩn bị đầy đủ, sau một phen đã tọa điều tức, nàng lại từ trong lòng đại đồ đệ tỉnh lại. Sư nương vận công vội vàng sợ có hại thân hay là để đệ tử ông độ chút linh lực đi vệ thư đây là lời của đại đồ đệ mặc sắc vô tư không gần nữ sắc kia nói ra nhị đồ đệ đem nàng để dưới tàn cây nếu để cho đệ tử biết sư nương cũng cười với nam tử khác như vậy đừng trách đệ tử không lưu tình vệ thư ông nhuận như ngọc vệ thư kiển chân sờ sờ đầu tam đồ đệ vẫn là lão bà nhà chúng ta ngoan nhất Tam đồ để ngăn cản những người trong môn có lòng bất chính với vệ thư bị cục tay, nhu thuận gật đầu. Tinh nhi đều nghe sư nương. Sư nương muốn làm gì tinh nhi cũng được. Vệ thư. Sao họ lại bắt tôi chịu trách nhiệm khi bọn họ lấy ra ta tra qua bọn họ chứng cứ, ta nên như thế nào đối phó? Chương 1 Trùng sinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Vệ thư, đang dùng một tư thế cực kỳ khuất nhục bị xích sắt trói lại bốn phía tối đen, cô đã không cảm nhận được thời gian trôi qua, cũng không nhớ rõ bị nhốt ở đây bao lâu. Chất liệu quần áo trên người vỡ nát không chịu nổi, cổ tay bị xích sắt mài đến gần như thấy xương, nhưng cô không cảm thấy đau. Bỗng dưng, trong cơ thể kia cổ không hiểu trống rỗng lần nữa phát tác, vốn nên một đầm nước động thân thể lập tức có phản ứng. Rào rào, xiên xích trên người truyền đến tiếng động, trong không gian khép kín này có vẻ đặc biệt chói tai, đói khát phóng đại vô hạn trong cơ thể lại bắt đầu tra tấn cô mỗi khi như vậy nàng chỉ muốn lập tức ngay lập tức đầy những thứ cho dù là vũ khí sắc bén có gai nhọn cũng tốt hơn bị mại mòn sống không bằng chết một giây sau một đạo quan hoa trong khoảnh khắc tới hoa quan biến mất một vị trung niên nam tử áo trắng uy nghiêm xuất hiện hắn chân đạp vân ủng không nhiễm bụi bặm dung mạo thay vì nói anh tuấn không bằng nói uy nghiêm, hơn nữa một đôi mắt dài mơ hồ có quan hoa lưu chuyển, quanh thân tiên trạch bàn bạc, thật sự chính là tiên thần trên trời trong miệng người đời đó, làm người ta kính sợ. Hắn cùng vệ thư một thân loan lỗ, xương cốt lởm chởm, nghiễm nhiên đối lập rõ ràng. Vệ thư liều chết mới ngăn chặn cơn đói khác trong cơ thể, liếc mắt nhìn tuyết y tiên nhân bên cạnh. Toàn thân nàng từ trên xuống dưới, đại khái chỉ có một đôi mắt còn có thể nhìn, mặc dù quanh thân trách nát, nhưng hai mắt kia của nàng phát ra tử quan cực nhạt, tự như bảo thạch, trong suốt, vẫn là cực đẹp. Nàng tràn ngập hận ý trừng mắt nhìn tiên nhân. Ha ha ha, rước lấy tiên nhân cao giọng cười to, cười qua đi, tiên nhân lập tức lộ ra cùng tự thân tiên gia khí độ không phù hợp xảo trá vẻ, vệ hoàng oánh, không nghĩ tới ngươi giàu hết đèn tắt thời điểm, còn có thể khôi phục một lát thần trí, cũng tốt. Tu vi của bổn tọa là do ngươi ban tặng, nếu không có thân hình tuyệt phẩm đỉnh lô của ngươi, bổn tọa cũng không có khả năng trong 50 năm ngắn ngủi thăng cấp thành chân tiên. Vệ thư trừng to mắt, 50 năm. Nàng bị nhốt ở đây 50 năm. Tiên nhân làm như rất hài lòng với phản ứng của nàng, nhết môi tiện đã nói, đáng tiếc, vì ngồi lên tiên vương bảo tọa, bổn tọa đưa ngươi ra ngoài nhiều lần, những phế vật không có thân phận, tư chất thấp kém kia, đem ngươi thải bổ đến gần như tiên nguyên tán loạn. Nói cho cùng, bổn tọa có thể có ngày hôm nay, công lao của ngươi không thể bỏ qua. Hắn nắm cái cầm đơn bạc bén nhọn của vệ thư, bổn tọa hôm nay tới chính là vì tiễn ngươi một đoạn đường, không uổng công vợ chồng chúng ta một hồi, cũng không uổng công ngươi vì bổn tọa hy sinh. Ưm ừ. Ách à. Rầm rầm. Vệ thư gần như trở nên dữ tận, cả người căng thẳng, tức giận đến phát trung, cô liều mạng một hơi cuối cùng cũng muốn tạo thành một tia thương tổn cho đối phương, cho dù chỉ xé một mảnh góc áo của đối phương nếu như có thể nàng còn muốn bẻ xuống xương cốt trên người mình có bao nhiêu bẻ bao nhiêu hết thảy đâm vào thân thể đối phương đem hắn đâm đến hoàn toàn thay đổi thương tích đầy mình nghiệp vô uyên ngươi không được chết tử tế làm như đọc hiểu hận ý trong ánh mắt nàng ha 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 nghiệp vô uyên lại cười quan hoa chợt lóe đi tới phía sau nàng để sau tai nàng sâu kín nói ngươi hẳn là cảm tạ bổn tọa ngươi rốt cục có thể đoàn tụ với sư phụ sư nương rồi. Vệ thư xé trách hốc mắt, tuôn ra đại lượng không cam lòng, nước mắt cùng máu lăn xuống gò má, trong lòng ngực trước nay chưa từng có trướng đau, làm nàng đột nhiên ý thức mơ hồ lên. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô có cảm ứng, giống như bản năng bẩm sinh. Đại hạn của nàng tới rồi. Thân thể cuối cùng hóa thành điểm điểm tiên trần, mang theo oán hận cùng không cam lòng của nàng tiêu trừ ở trong không khí. Hoàng oánh, chúng ta đại hôn liền định ở bảy ngày sau ngươi cảm thấy thế nào vệ thư dựa sát vào trong lòng sư huynh nghiệp vô uyên vốn là vẻ mặt thẹn thùng của nàng giờ phút này khiếp sợ không thôi bởi vì cô ấy đã được tái sinh vừa mới tỉnh ngủ lúc nàng còn không cho là đúng thẳng đến nhìn thấy nghiệp vô uyên xuất hiện còn có hắn nói lời nàng mới ngộ ra nàng thật sự sống lại kiếp trước nàng là con gái của tông chủ thiên nhất tông đệ nhất đại phái tu tiên giới khi còn bé bởi vì cứu về một đứa con đứa con này thiên tư hơn người được lão tông chủ thu làm đệ tử tọa hạ dốc lòng dạy dỗ hắn chính là nghiệp vô uyên kinh niên trưởng thành nghiệp vô uyên dựa vào thiên phú cùng cố gắng trở thành người nổi bật trong một đám tiên môn tu vi cao thâm rất có uy vọng vệ thư lớn lên dưới sự chăm sóc của anh mặc dù tuổi tác hai người chênh lệch rất nhiều cô vẫn thầm hứa với anh nghiệp vô uyên cũng cơ hồ đem nàng sủng lên trời làm nàng một lần cho rằng trên trời dưới đất không có khả năng lại có kết cục tốt hơn hắn. Nàng không để ý thân bằng khuyên can, liền đi theo mà, không phải hắn thì không lấy chồng. Sau đó lão tông chủ cùng tông chủ phu nhân ngoài ý muốn thân ngã, tông môn không thể một ngày vô chủ. Dưới sự đề cử của chúng trưởng lão cùng đệ tử, vệ thư đáp ứng qua loa đại hôn gả cho nghiệp vô uyên, để cho hắn danh chính ngôn thuận chấp trưởng thiên nhất tông. Nhưng ngay tại đại hôn trước đêm vệ thư nên đón tấn thăng lôi kiếp nàng bởi vì cho nghiệp vô uyên chữa thương nguyên khí đại thương độ kiếp thất bại kim đang vỡ vụn từ nay về sau trở thành không thể tu luyện phế nhân nghiệp vô uyên chẳng những không có rời bỏ nàng còn gạt bỏ mọi người nghị luận cưới nàng làm vợ sau khi kết hôn lại càng đối với nàng cẩn thận vệ thư vốn nghĩ cuộc đời này có thể gả cho nghiệp vô uyên cũng không hẳn không phải ông trời đang bù đắp nàng thẳng đến một năm sau nghiệp vô uyên căng cơ vững chắc răng nanh lộ rõ vệ thư bị hắn luyện thành đỉnh lô, cung cấp cho hắn tu luyện, không chỉ có như thế, vì lung là các nhà tiên môn ủng hộ trở thành tiên vương, hắn còn đặc biệt chế tạo một gian lâm lan mật thất, lấy thân thể cực phẩm đỉnh lô của vệ thư làm dụ, tiếp đãi khắp nơi tiên giới đại năng, vệ thư bị thải bổ đến chết. Nhớ tới đủ loại kiếp trước, mười ngón tay xanh ung của vệ thư âm thầm cuộn tròn, đáy mắt lộ vẻ nồng sắt không thể hóa giải. Hoàng oánh. Có lẽ là vẫn không chiếm được vệ thư đáp lại, nghiệp vô uyên cúi đầu nhìn kiều nhân trong lòng lấy tuổi của hắn làm thúc phụ của vệ thư đều dư giả nhưng tu tiên giới từ trước đến nay lấy thực lực làm tôn tuổi tác cùng bề ngoài cũng sẽ theo cảnh giới của người tu luyện có thể biến hóa cũng sẽ không trọng yếu như vậy ở trong mắt thế nhân bọn họ chính là một đôi tiên lữ trời đất tạo ra tất cả mọi người chờ ngày bọn họ tu thành chính quả sư huynh biết sư phụ sư nương hài cốt chưa lành lần này nếu không phải các trưởng lão nóng lòng để cho ta kế nhiệm chủ trì đại cục, tuyệt sẽ không đem đại hôn làm vội vàng đơn sơ như thế, quả thực quỷ khuất ngươi. Nghiệp vô uyên lật tay trong nháy mắt, quỳnh quang bốn phía. Tiên giới kỳ trân bắt cực huyển châu, phát ra ánh sáng tươi đẹp đánh vào mặt vệ thư su lệ. Không ai biết, nàng giờ phút này thật muốn đem thiên hạ này độc nhất vô nhị bảo châu, một chưởng vỗ vào nghiệp vô uyên trên khuôn mặt già nua, để hạt châu kia khảm vào hốc mắt của hắn nàng nhất định sẽ không chớp mắt mà thưởng thức hết mỗi một tất thống khổ trên mặt hắn, tự như năm đó hắn giết hại song thân nàng, bạn thân như thế. Nàng cũng là về sau mới biết, song thân cũng không phải chết vì một hồi ngoại ý muốn, mà là nghiệp vô uyên vì đạt được vị trí tông chủ, mưu đồ đã lâu thiết hạ cạm bẫy. Tiếc rằng khi nàng biết được, Kim Đan đã bị hủy, đã muộn. Vì báo thù, nàng ngoại mặt cùng nghiệp vô uyên làm quyến lữ ân ái, lén lút câu dẫn thủ đồ khương ức tu vi cao nhất dưới trướng nghiệp vô uyên cùng hắn song tu trọng tố kim đan có một thì có hai nàng cũng đẩy ngã nhị đồ đệ ngọc hành ôn nhuận như ngọc để cho hắn thu thập hết thảy chứng cứ ra vẻ đạo mạo nghiệp vô uyên chờ ngày sau tìm thời cơ thích hợp tố giác trước mặt mọi người tam đồ đệ gia thế hiển hách bản tính thuận nhiên dễ trêu chọc cùng lợi dụng nhất nàng tất nhiên là cũng không buông tha nhớ tới những ngày sau lưng nghiệp vô uyên cùng ba đồ đệ bảo bối của hắn cậu thả vô độ, thể xác và tinh thần nàng liền vui sướng. Chương 2 Sạch sẽ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hoàng oánh Trong thanh âm nghiệp vô uyên rõ ràng có thêm vài phần mất kiên nhẫn, hắn lại dùng thần sắc lo lắng che đi sợi tơ nhện này. Sống lại một đời, vệ thư không có khả năng lại bị hắn mê hoặc, nhanh chóng thu liễm tâm tư, cảm ơn sư huynh, sư huynh đối hoàng oánh thật tốt nàng nhận lấy viên bắt cực huyễn châu cười đánh giá cực kỳ giống bộ dáng vui sướng thuần túy trong quá khứ nàng vô cùng rõ ràng hiện tại còn không phải cùng cầm thú này trở mặt thời điểm nghiệp vô uyên thấy thế trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt ôn nhu nhà đầu ngốc ngươi là trân bảo của sư huynh sư huynh không tốt với ngươi đối với ai tốt hắn không phát hiện người trong lòng đã thay tim mới vừa nói xong hắn liền che ngực lại sắc mặt bởi vì thống khổ mà trở nên trắng bệch vệ thư bắt mạch cho hắn sư huynh lại bị trọng thương như thế nghiệp vô uyên cười thê thảm không ngại vì bắt cực huyền châu vì bác hoàng oánh ngươi cười sư huynh bị thương không tính là gì vệ thư lúc này giơ tay áo lên lộ ra một cánh tay trắng nõn giơ lên bên môi hắn sư huynh đừng nói nữa mau hút máu của ta đi nàng từ nhỏ được nhị lão yêu thương thiên nhất tông lại là đệ nhất đại phái tu tiên giới nhị lão tất nhiên là đem những thứ tốt nhất trong môn đều cho nàng. Cho nên kiếp trước, cho dù nàng kim đang vỡ vụn, một bộ quanh năm thụ thiên tại địa bảo trân dưỡng tiên khu, vẫn có kim đang tái tố khả năng. Đây cũng là nghiệp vô uyên biết được nàng cho mình cắm sừng, cũng không có lập tức giết nàng, mà là đem nàng luyện thành đỉnh lô nguyên nhân. Mà hành vi chủ động để nghiệp vô uyên hút máu vừa rồi là chuyện ngu xuẩn vệ thư kiếp trước mới có thể làm. Kiếp trước nàng bị nghiệp vô uyên lừa gạt triệt để, nàng hận không thể đem mình luyện thành tiên đang đúc cho nghiệp vô uyên trong mắt không chấp nhận nghiệp vô uyên bị một tia thương tổn dù cho nàng một thân tinh thuần tu vi tiên độ rộng lớn đợi một thời gian nhất định có thể thắng nghiệp vô uyên nàng cũng cam nguyện trở thành nghiệp vô uyên lá xanh trở thành hắn bị thương lúc tùy thời tiếp tế bao thuốc nhớ tới lúc trước nghiệp vô uyên bất quá cắt một chút ngón tay nàng đều luyến tiếc để cho hắn ăn những tạp dược kia nhất định phải để cho hắn cắn chính mình một ngụm nói không chỉ có tốt được nhanh còn có thể tẩm bổ linh lực tăng lên tu vi lúc ấy có bao nhiêu ngu xuẩn hiện tại liền có bấy nhiêu hận vệ thư hận mình không sớm nhìn rõ bộ mặt thật của tên ngụy quân tử này không nghe người nhà khuyên can nhất định phải gả cho hắn là nàng năm đó dẫn sói vào nhà là nàng bị mở heo che tâm đều là lỗi của nàng đè nén hận không thể hiện tại đem đối phương đại tháo tám khối tức giận vệ thư triệu tới tiên thị vân bảo cũng dâng lên linh dược. Nghiệp vô uyên đem cổ tay áo của nàng đều tuốt ra, chỉ chờ hạ miệng. Hắn đảo qua linh dược vân bảo dâng lên, mạnh mẽ nặng một nụ cười, hoàng oánh đây là ý gì? Lúc trước không phải ngươi nói, những linh dược này đều là rác rưởi, khinh thường để cho ta dùng. Vệ thư không lập tức trút tay về, chỉ đáng thương nói, nếu ngày thường, cũng không cần sư huynh mở miệng, hoàng oánh nhất định sẽ không để cho sư huynh chịu một tiêu nguy hiểm nhưng trải qua thôi diễn, tấn chức lôi kiếp sắp tới, nếu như lúc này hoàng oánh hiến máu cho sư huynh, chắc chắn nguyên khí đại thương, đến lúc đó không chịu nổi lôi kiếp, vô cùng lo lắng tính mạng, sư huynh cũng luyến tiếc hoàng oánh gặp chuyện không may phải không. Hai bàn tay nhỏ bé của nàng nhanh chóng bám lên cánh tay nghiệp vô uyên, một khuôn mặt đẹp đến kinh tâm động phách ghé sát vào, hoàng oánh chỉ muốn đời đời kiếp ở bên cạnh sư huynh. Đôi mắt tím tha thiết, đôi mắt phím hồng, lộ vẻ ta thấy mà thương. Nghiệp vô uyên thuần thuộc cười, là sư huynh suy nghĩ không chu toàn, hoàng oánh hiện tại chỉ cần chuẩn bị đại hôn cùng nên đón lôi kiếp sắp tới, bên cạnh cũng không cần quan tâm. Đứng dậy một tay hướng vân bảo vung lên, những linh dược kia đều bị hắn thu đi, sư huynh thương thế không nhẹ, phải nhanh chóng trở về điều tức, sẽ không cùng ngươi. Vệ thư hiểu chuyện hành lễ, hoàng oánh cung tiễn sư huynh, đợi hoàng oánh trải qua lôi kiếp, tất trợ sư huynh khôi phục như lúc ban đầu nghiệp vô uyên chậm rãi gật đầu, hoàng oánh. Hắn nhìn chầm chầm đôi môi son của vệ thư tiến lên một bước, thân thể gần như dán lên, ý đồ muốn hôn vệ thư rất rõ ràng. Thật tình không biết, kiếp trước hắn cũng là như vậy. Đây là hắn lần đầu tiên chủ động, cũng là vệ thư sau khi kết hôn mỗi khi nhớ tới tất sẽ cảm thấy ngọt ngào thời khắc, nhưng bây giờ. Cô chỉ cảm thấy dạ dày lăn lộn dữ dội, ghê tẩm ngập trời thiếu chút nữa làm cô buồn nôn ngay tại chỗ nàng theo bản năng lui về phía sau một bước, nghiệp vô uyên dừng bước, cả người sửng sốt. Vệ thư phản ứng cực nhanh, lập tức nhìn thoáng qua vân bảo, mặt lộ vẻ thẹn thùng, sư huynh nghiệp vô uyên tỉnh ngộ nàng thẹn thùng, không khỏi cảm thấy nàng đáng yêu, cũng không cưỡng ép tiếp tục. Ở trong mắt hắn, vệ thư đã sớm là vật trong túi của hắn, cũng chỉ bảy ngày, hắn không vội. Ngươi nghỉ ngơi đi. Xoay người nhoáng lên một cái, người rời đi. Hi hi, vô uyên tiên quân đối với ngài thật tốt ngay cả đại hung thú đứng thứ ba trên bảng xếp hạng hắn cũng có thể chém giết chỉ vì mang về bắc cực huyễn châu bác ngài cười vân bảo đơn thuần vẻ mặt cực kỳ hâm mộ vệ thư lại cười lạnh trong lòng hắn là vì ta sao rõ ràng là vì chính hắn hắn bây giờ còn cần ta giúp hắn ngồi lên vị trí tông chủ tất nhiên là tìm mọi cách lấy lòng ta xa nhớ một đời trong thiên nhất tông vẫn có không ít người ủng hộ nàng cái này thiếu tông chủ kế vị chỉ là lịch kiếp thất bại đường đường đệ nhất tiên môn cũng không thể giao đến một cái phế vật trong tay sau đó nghiệp vô uyên mang theo tiếng phản đối cưới nàng làm vợ điều này làm cho hắn thu hoạch được rất nhiều nhân tâm ngay cả những người vốn không coi trọng hắn cũng toàn bộ ngậm miệng vệ thư đầu óc không có so với bây giờ rõ ràng hơn nàng vạn không thể lại gả cho nghiệp vô uyên nhưng nàng hiện tại chỉ là thượng tiên thực lực nghiệp vô uyên đã là kim tiên, nếu muốn cùng hắn tranh đoạt vị trí tông chủ, chỉ có ở trước đại hôn nhân tăng lên thực lực. Vân Bảo Cô gọi một tiếng Vân Bảo Có nô tỳ Vệ thư cầm một nắm mức, tùy ý nói, đi, tìm Khương ức mượn thiên cực tán. Trước đây mỗi lần cô nghĩ chuyện, đều ăn chút mứt trái cây, như vậy suy nghĩ sẽ rõ ràng hơn một chút. Vân Bảo ngạc nhiên, ngài là nói vô uyên tiên quân đại đệ tử khương ức hắn có thiên cực tán thiên cực ô là thần khí khương ức vốn là thiếu tông chủ huyền kim tông nhưng tông môn nhà ai còn không có một kiện pháp bảo nào chỉ là việc này rất ít người biết được mười năm trước huyền kim tông bị yêu tộc đồ diệt khương ức tránh thoát một kiếp tiếp theo đã bị nghiệp vô uyên mang về thiên nhất tông thu làm đại đệ tử tọa hạ tính ra tuổi còn lớn hơn vệ thư hai tuổi đừng nhìn hắn hiện tại ảm đạm tương lai chính là nhân tài mới xuất hiện thực lực chỉ kém nghiệp vô uyên của thiên nhất tông sau đó lại thành công khiêu chiến thiện ác đường trưởng lão trở thành trưởng phạt trưởng lão trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của thiên nhất tông hắn làm người nói năng thận trọng thiết diện vô tư tu vi cao thâm cũng không gần nữ sắc lúc trước vệ thư vì bắt được hắn cũng tốn không ít tâm tư vừa nghĩ tới khương ức trong đầu lập tức hiện lên đêm cướp đi trinh nguyên của khương ức sư nương Đừng. Sư nương. Đừng. Trên kính hồ phía sau núi, hoa nguyệt hoa mang theo ánh sáng trong suốt bay xuống. Vệ thư thi pháp trên mặt hồ, nàng và Khương ức nằm trên đó cũng không ngã xuống được. Khuôn mặt tuấn tú ửng hồng dị thường của Khương ức, còn có bộ dáng hắn nhịn không được nắm lấy quần áo dưới thân, thật sự mê người, khiến cho vệ thư đêm đó căn bản không kiềm chế được, muốn người sạch sẽ. Vệ thư quan nhớ tới một lát, trong cơ thể liền khô nóng lên nàng mới vừa ý thức được hiện giờ nàng đã sống lại cùng khương ức đã sớm không còn tầng quan hệ thân mật không thể lộ ra ánh sáng kia thiên cực tán chính là thần khí tổ truyền của khương gia hắn sao có thể dễ dàng cho mượn không nói đến nàng còn không phải tự mình đi mượn liền phái tiên thị qua qua loa như thế khương ức sợ không phải muốn hoài nghi đầu óc nàng không tốt vệ thư vừa định nói ngược lại nhưng quay đầu đâu còn bóng dáng vân bảo làm nàng không nghĩ tới chính là Vân Bảo rất nhanh trở về, nàng đã đoán trước Vân Bảo sẽ tay không mà về, lời trấn an đều đến bên miệng, lại thấy Vân Bảo vui rạo rực mà đem thần khí thiên cực tán trình cho nàng. Nhìn thần khí kim quang tỏa ra từ thiên cực tán như giả, mức trong tay vệ thư đều rớt, thật sự là thiên cực tán. Nô tỳ cũng không nghĩ tới hắn hào phóng như vậy, Vân Bảo trọng điểm, trong giọng nói còn có chút tự đắc, vừa nghe là chủ nhân muốn mượn, lúc này liền lấy ra. Nô tỳ phỏng đoán, nhất định là bởi vì ngài ít ngày nữa sẽ đại hôn với vô uyên tiên quân, hắn đã coi ngài là sư nương rồi. Biết được sư nương muốn dùng ô thiên cực độ lôi kiếp, tự nhiên mang theo thập phần lấy lòng, đem ô không chút do dự cho mượn. Vệ thư Khương ức mà tôi biết cũng không hào phóng như vậy, hắn cũng sẽ không lấy lòng bất luận kẻ nào. Nàng nhớ rõ lúc trước nghiệp vô uyên chinh phạt yêu tộc, từng mở miệng mượn thiên cực tán của Khương ức, tiểu tử kia lấy các loại lý do từ chối, cuối cùng căn bản không cho mượn. Cho nên làm sao anh có thể dễ dàng cho cô mượn ô bảo bối chứ? Chương 3 Khương ức Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Vệ thư nghĩ không ra Quên đi, đã thịnh tình của hắn, ngày sau trả là được Khoảng cách lôi kiếp, còn lại 7 ngày, nàng phải tranh thủ từng giây từng phút mà tu luyện Mới có thể tại lôi kiếp tiến đến lúc nhiều hơn mấy phần thắng Đuổi vân bảo đi, nàng liền bắt đầu đã tọa nhập định. Khi cảm nhận được linh lực vận hành trong cơ thể, nàng thiếu chút nữa khóc lên, bởi vì nàng đã thật lâu không có cảm giác tiên lực tràn đầy quanh thân. Lúc này đây, nàng nhất định phải bình yên tấn thăng thành kim tiên. Lúc này đây, nàng tuyệt sẽ không gả cho tên cầm thú nghiệp vô uyên kia nữa. Lúc này đây, nàng nhất định phải lại lấy được chứng cớ, ở trước mặt mọi người xé xuống kia ngụy quân tử sắc mặt. Nàng muốn nghiệp vô uyên thân bại danh liệt trở thành phế nhân. Sống không bằng chết. Lấy thân thể tàn phế của hắn quỳ gối trước mộ cha mẹ cùng bạn thân sám hối tạ tội. Có lẽ là oán hận chất chứa trong lòng quá sâu, khiến tiến độ tu luyện của nàng thần tốc, nhưng bởi vì nhanh, nàng dĩ nhiên cảm nhận được lực lượng trong cơ thể vận hành mất cân bằng, linh lực vội vàng sao động xé rách kinh mạch quanh thân nàng, tẩu hỏa nhập ma chỉ trong nháy mắt. Bỗng dưng, một cổ linh lực cường đại rót vào trong cơ thể nàng, cổ linh lực kia đang giúp nàng thu phục linh lực không khống chế được. Ai cơ? Ai đang giúp cô ấy? Vệ thư rất muốn mở mắt, tiếc rằng con ngươi lăn lộn dưới mí mắt, nhưng thủy chung không mở ra được. Qua một hồi lâu, đợi nàng khá hơn một chút, mở mắt, đập vào mắt chính là một khuôn mặt tuấn tú dung nhan tuyệt tục. Giữa hai lông mày giống như băng tủy vạn năm quanh năm hóa không ra kia, đôi mắt hẹp hiện ra màu lam u thấm đẫm hờ hững, tựa như thượng thần bể nghệ chúng sinh, không thể khinh nhờn vệ thư giật mình khương ức cô không rõ tình hình hiện tại mà cô đang nằm trong lòng khương ức là sự thật hiện giờ hai người hắn cũng không liên quan thân mật như vậy căn bản không hợp lễ nghĩa nàng muốn dãy ra lại phát hiện hai cánh tay ông lấy nàng cứng rắn như sắt không hề có ý định buông ra nói cách khác không phải cô nằm trong lòng khương ức mà là khương ức ôm cô vào lòng sao có thể như vậy được Vệ thư đầu ốc nổ tung, nghiêm khắc bật thốt lên, làm càng. Buông tay. Nàng chính là thiên nhất tông thiếu tông chủ, nếu như bị người nhìn thấy nàng cùng Khương ức bây giờ bộ dáng này, còn không biết như thế nào bố trí nàng đây. Lúc này không giống ngày xưa, vì kế nhiệm tông chủ vị trí, nàng phải luôn luôn cẩn thận, không thể có nửa phần vết nhơ. Nhưng ánh mắt Khương ức nhìn nàng không còn lạnh lùng như lần đầu gặp mặt, thanh sắc hắn nhạt nhẽo, xin lỗi sư nương đệ tử không thể. Không thể buông tay. Vệ thư nhìn vào trong con ngươi xanh thẳm của hắn, phản phất như rơi vào hàng đàm sâu không thấy đấy, bị thâm tình không xác định kia bao bọc từ đầu. Một màn giống như đã từng quen biết, giống như trở lại lúc trước nàng lừa gạt khương ức cùng nàng song tu, hai người nồng tình mật ý. Vệ thư không khỏi giật mình, nhưng nàng không dám đi sai, lúc này lớn tiếng, vì sao không thể. Ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích hợp lý, nếu không 50 linh tiên của thiện ác đường, ngươi sợ là trốn không thoát. Linh tiên chi hình thế nhưng là sẽ ảnh hưởng tu vi, một trôi đi xuống có thể sẽ thiếu vài năm tu vi, không nói đến 50 linh tiên, nền tảng kém, trực tiếp biến thành phế nhân. Sư nương suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, đệ tử bất quá là chuyện cấp bách tòng quyền, nếu sư nương vẫn trong lòng có khúc mắt, đợi đệ tử độ xong linh lực, sẽ đi thiện ác đường lĩnh phạt. Lời này giống như cô lấy oán trả ơn, trực tiếp chặn lời vệ thư vệ thư giật mình nhìn đối phương, khương ức ngôn từ kiên định, ánh mắt trong suốt, bảo tướng của hắn trang nghiêm tự như thần chích, khiến người ta nhìn không ra nửa phần tà niệm. Khi nhìn thấy quỷ tích kim quan cuồn cuộn không ngừng từ trên ô thiên cực dẫn vào cơ thể nàng, nàng hiểu khương ức không nói dối, hắn thật sự đang cứu nàng. Trong giây lát, cô cũng nghĩ thông suốt vì sao khương ức có thể kịp thời xuất hiện ở bên cạnh cô. Thiên cực tán sợ là cảm nhận được nàng muốn tẩu hỏa nhập ma, cho nên tự động khởi động ngay cả chủ nhân của nó khương ức cũng nhận ra sự khác thường liền thông qua ô thiên cực trong khoảnh khắc đi vào trong điện của nàng kịp thời giúp nàng bình ổn linh lực hỗn loạn trong cơ thể chỉ là tẩu hỏa nhập ma có thể lớn có thể nhỏ chỉ có chân chính đem nội tức của nàng mang theo quỹ đạo mới có thể tính là thoát hiểm mà huyền kim tông quả thật có một bộ tâm pháp trị thương không truyền ra ngoài nhưng tất là người cực thân cận mới có thể sử dụng vệ thư cũng là kiếp trước bắt được khương ức lúc mới biết được, bộ tâm pháp này cần hai người ông chặt hiệu quả tốt nhất. Biết khương ức đang cứu nàng, nàng liền không phản kháng nữa. Nhưng thời gian từng chút từng chút trôi qua, vệ thư cứ như vậy bị hắn ôm, dưới mũi tất cả đều là núi non thanh mát độc hữu trên người hắn, làm nàng lại không khỏi tạp niệm mọc thành bụi. Kiếp trước nàng liền thích nằm ở trong lòng đối phương, tham lam mút, trăm nghe không chán khương ức vốn là người cực độ khắc kỷ phục lễ bị nàng dụ dỗ thể xác và tinh thần giống như tuyết trắng nhiễm bụi cao lãnh không hề khi đó vệ thư thường dùng cái này tìm niềm vui mục đích của nàng rất đơn giản đó chính là chỉ cần nghiệp vô uyên thích quý trọng nàng đều muốn hủy diệt hắn không phải bảo bối nhất ba đệ tử của hắn sao vậy thì cô ta sẽ làm bẩn tất cả lần này sống lại nàng mặc dù tiếc núi không thể cứu được song thân nhưng nàng bây giờ còn sống, kim đan vẫn còn, nàng cũng có thể tiếp tục tu luyện, đã là vạn hạnh. Có lẽ nàng hiện tại đã không giống kiếp trước như vậy kiềm chế kỹ cùng, cho nên không tiếc dựa vào sắc đẹp dụ dỗ người khác chuyện, nàng là không muốn lại làm. Nàng đã hạ quyết tâm, kiếp này sẽ không có bất kỳ liên lụy nào với ba người bọn họ. Cho nên lúc này thân cận với Khương ức quả thực khiến cô mâu thuẫn. Hai buổi tối cô không ngủ, lại thấy ngoài cửa sổ sắc trời sáng rực, cô nhìn không được mở miệng, hai ngày rồi, có thể buông em ra. Dù sao được đối phương cứu, lời nói của nàng so với ngày đầu tốt hơn rất nhiều. Khương ức chậm rãi mở mắt, một phái tuyết cảnh trăng sáng, sư nương thân thể còn hư, hay là để đệ tử độ chút linh lực, lấy sách vạn toàn. Vệ thư mặc kệ, Khương ức. Khương ức trụ mắt, bất vi sở động. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng người. Vô quyền tiên quân là tiến hành lễ của tiên thị vân bảo nghiệp vô uyên ngươi vì sao ở cửa hoàng oánh đã xảy ra chuyện ngữ khí vội vàng vân bảo nghĩ hai ngày trước đại đệ tử nghiệp vô uyên khương ức đột nhiên xông tới sau đó nàng liền nhìn thấy vệ thư ngã xuống đất học máu hôn mê bất tỉnh dọa đến hoang mang vô chủ vẫn là khương ức ổn định được lúc này để cho nàng ở ngoài cửa canh chừng nói hắn muốn độ linh lực cho vệ thư đặc biệt phân phó ai cũng không thể đi vào các đức nếu không tính mạng vệ thư có thể chịu đựng được. Vân Bảo lúc ấy sốt ruột, gật đầu liền đáp ứng. Sau đó nàng nghĩ tới đi tìm nghiệp vô nguyên, dù sao cả thiên nhất tông không ai có thể tu vi cao hơn nghiệp vô nguyên. Hắn tới độ linh lực cho vệ thư không phải thích hợp hơn sao? Nhưng vừa nghĩ tới khương ức là đệ tử đắc ý nhất của nghiệp vô nguyên, tu vi nghe nói đã được rất nhiều trưởng lão trong môn tán thành, mấu chốt hắn đã độ cho vệ thư linh lực hai ngày cô năm quả nữ chung sống một phòng lại đi tìm nghiệp vô uyên chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của vệ thư cho nên mới một mực canh giữ bên ngoài không đi đâu cả ai cũng không nói cùng lúc đó trong điện vệ thư nghe thấy thanh âm nghiệp vô uyên bên ngoài đầu tiên là chột dạ sau đó lại giống như thấy cứu tinh con ngươi vừa chuyển gian nan kéo cổ áo ra lộ ra trước ngực trắng như tuyết uy hiếp khương ức ngươi nếu không buông ta ra có tin ta hiện tại liền kêu to để sư phụ ngươi vào xem đồ đệ bảo bối của hắn đến tột cùng đang làm cái gì hay không. Khương ức nâng mí mắt lên, lông mi thon dài chớp nhẹ, ánh mắt thản nhiên rơi xuống ngực nàng trắng nõn, đôi mắt hẹp không gần sóng lập tức nhiễm nóng bỏng. Vệ thư bị ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn đến trong lòng bối rối, lúc này khép cổ áo lại, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra hai đoàn đỏ ứng thẹn thùng. Khương ức đè nén sự khác thường trong mắt, môi mỏng kéo dài, sư nương, tùy ý hắn giống như lão tăng nhập định, lù lù bất động. Vệ thư lại giống như thằng hề nhảy nhót, chẳng có biện pháp gì với cậu, cậu. Khương ức này, từ khi nào học được vô sĩ như vậy? Cô ấy bị sốc. Chương 4 Suối nước nóng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Ngoài cửa Không khỏi nghiệp vô uyên nhìn thấy tình hình bên trong, Vân Bảo vội vàng tiến lên ngăn cản hắn muốn đi vào, cũng không lộ sơ hở nhanh chóng nói, Tiên quân hiểu lầm, thiếu tông chủ nhà ta mấy ngày nay bế quan, chỉ vì ứng đối lôi kiếp. Nàng đặc biệt dặn dò, độ kiếp máu chốt không gặp ai, mong tiên quân thương cảm. Nghiệp vô uyên không có hoài nghi, hồ nghi nhìn thoáng qua cửa lớn đóng chặt phía sau nàng, được rồi, ngày sau chính là đại hôn, nhắc nhở hoàng oánh đừng chậm trễ. Vân bảo rủ mắt xuống, cung kính giơ tay, vâng, nô tỳ chắc chắn sẽ nhắc nhở thiếu tông chủ. Nghiệp vô uyên gật đầu, vung tay áo lên, quanh thân lập tức hóa thành một đạo quan bay đi vân bảo thở ra một hơi thật lớn quay đầu nhìn về phía trong cửa vẻ mặt ưu sắc tiện đà trở lại vị trí ban đầu đứng vững ước chừng sáu canh giờ sau vân bảo ở ngoài cửa đều ngủ gật cửa điện phía sau bỗng nhiên bị người từ bên trong kéo ra vân bảo bừng tỉnh quay đầu liền thấy khương ức một thân áo bào sạch sẽ sương lạnh đoan phương đi ra vân bảo bưng cánh tay tiến lên thiếu tông chủ nhà ta Khương ức không thèm nhìn nàng, nàng đã không còn gì đáng ngại, bất quá để ngừa vạn nhất, chờ nàng tỉnh lại, tốt nhất để cho nàng đi suối nước nóng trên núi cựu không ngâm đủ hai canh giờ. Nhớ kỹ, một khi ngâm, nhất định phải ngâm đủ canh giờ, nếu không kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Một hơi nói xong, sắc mặt Khương ức trắng bệch. Vân Bảo không khỏi hỏi, ngài. Ngài không sao chứ? Không ngại. Khương ức nói xong, hóa thành một đạo ánh sáng bay đi. Vân Bảo nhìn hắn rời đi phương hướng, lẩm bẩm nói, độ ba ngày linh lực, làm sao có thể không có việc gì. Vô uyên tiên quân cái này bảo bối thủ đồ thu được cũng thật đáng giá. Quay đầu nàng chạy vào trong điện, vừa vặn nhìn thấy vệ thư đang tỉnh lại chống lưng. Chủ nhân, ngữ mang theo tiếng khóc nức nở chạy tới bên người vệ thư, hốc mắt ướt ác, chủ nhân ngài hù chết nô tỳ rồi. Vệ thư nhìn xung quanh, khương ức đâu. Vân Bảo không nghe ra ngữ điệu muốn giết người của nàng, hắn mới vừa đi, lần này vì cứu chủ nhân ngài, hắn nhất định phải chịu tội nhiều ngày. Vệ thư quay sang nhìn cô, một giây trước hoang mang, một giây sau liền hiểu ý cô. Khương ức mạnh mẽ ông nàng vượt qua ba ngày linh lực, đổi lại là người đã sớm không xuống đất được. Bất quá hành vi của hắn mặc dù vô sĩ đáng giận, nhưng vệ thư giờ phút này trong cơ thể linh lực dư thừa, tựa hồ tu vi đều tăng lên rất nhiều, đây cũng đích thật là công lao của khương ức chẳng lẽ mình thật sự trách lầm hắn hắn chỉ muốn cứu mình mà thôi à kiếp trước ta ở trước độ kiếp cũng không quản hắn mượn qua ô thiên cực lần này mượn ô hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ cho nên mới khác với kiếp trước có khương ức giúp đỡ có lẽ là ta thật suy nghĩ nhiều chờ độ xong lôi kiếp ta liền nghĩ biện pháp đem nhân tình này trả lại một đời này vẫn là không nên cùng hắn có liên lụy tốt hơn đi thôi vệ thư nói một tiếng vân bảo sửng sốt chủ nhân muốn đi đâu đi suối nước nóng cựu không phong vân bảo bỗng dưng kêu lên chủ nhân muốn đi cùng hắn hắn vân bảo đem khương ức dặn dò trước khi đi nói một lần vệ thư không khỏi ngạc nhiên hắn là một người băng khi nào thì trở nên săn sóc như vậy chưa kịp ngẫm lại nàng mang theo vân bảo đi cựu không phong nàng phải rèn sắt khi còn nóng đem linh lực ức chế trong cơ thể dung hợp cho mình dùng vốn biện pháp này không thể thực hiện được trái với thiên đạo mà thể chất vệ thư đặc thù thể chất của nàng từ nhỏ đã khác với người khác kiếp trước khi cùng khương ức song tu nàng liền phát hiện linh lực của khương ức tự hồ thích hợp với nàng chữa trị kim đan hơn những người khác thế cho nên khi đó nàng cũng không ít lần tìm khương ức đòi hỏi cựu không phong ngươi ở lại bên ngoài vệ thư phân phó vân bảo có chút thất vọng chủ nhân không mang theo nô tỳ sao? Nô tỳ có thể tắm rửa. Vệ thư gõ trán cô một cái, cô đã thành tiên gần 20 năm rồi, sao còn chưa từ bỏ bộ dạng phạm giới kia? Vân bảo hai tay ông ót, ngượng ngùng cười, nô tỳ đã quên tiên nhân không cần tắm. Vệ thư ra lệnh đơn giản, canh chừng. Vân Bảo lần nữa tìm cái vị trí tốt, sống lưng đánh thẳng đứng, ánh mắt kiên nghị phản phất bị ủy thác trọng trách bình thường. Vệ thư buồn cười, xoay người đi về phía suối nước nóng. Nếu không là có chính sự, nàng ngược lại rất muốn thử xem Vân Bảo tắm rửa tay nghề. Nhớ năm đó, đây cũng là một trong những niềm vui của cô. Chưa tới suối nước nóng, đã có thể nhìn thấy thủy linh dày đặc lơ lửng trên không trung. Tiên váy của vệ thư thủy hỏa bất xâm, nếu nàng xuống ao, nhất định phải thối đi tiên váy. Vì phòng ngừa có người, nàng đặc biệt dùng sư thần thuật dò xét xung quanh một phen. Tốt không ai cả. Tâm niệm khẽ động, tiên váy từ trên người nàng biến mất, nàng chậm rãi đi tới bên suối nước. Thủy Linh như đom đóm nhanh chóng bao lấy bàn chân ngọc sắp vào suối của nàng, dọc theo bắp chân chân nhẵn chặt chẽ, trong đầu nàng nhất thời lại hiện lên một hình ảnh kiếp trước. Kiếp trước vì bắt được nhị đồ đệ ngọc hành của nghiệp vô uyên, nàng sự kế để cho ngọc hành dính tình quả, cũng để cho người ta lừa gạt hắn, chỉ có suối nước nóng cựu không mới có thể giải nhưng mà hắn tới suối nước nóng, chẳng những không giải, ngược lại thúc đẩy hiệu lực của tình quả trong cơ thể. Nàng lúc ấy liền làm bộ như người vô tội, mắt thấy Ngọc Hành hóa thân thành sói đói đánh về phía mình. Sau đó, khi Ngọc Hành hoàn toàn mất đi lý trí, nàng tìm mọi cách làm nhục hắn. Ví dụ như dùng chân dẫm lên lưng không người của hắn, dọc theo xương sống nhô lên kia, dùng mũi chân tỉ mỉ miêu tả từ trước đến nay ôn nhuận như ngọc người triệt để biến thành dục vọng nô lệ mặt nàng khi dễ sư nương xin đừng thương tiếc ngọc hành ngọc hành đỏ mặt ông chân nàng cầu hoang thật sự không có mấy người có thể gánh vác đêm đó vệ thư quả nhiên là hạ độc thủ tra tấn đối phương đến không chịu nổi vốn nghĩ sau khi đối phương tỉnh táo chính là ngày chết của cô nguyên liệu chính đối phương cho rằng là lỗi của anh hại cô vô duyên vô cớ gặp tai bay và gió kia Lòng sinh ấy nấy, nhiều lần bù đắp, nào biết hắn đã sớm ăn tủy biết vị, đối với nàng thật lâu không thể quên, cuối cùng yêu nàng. Lúc này nhớ lại, cô thật đúng là đã trải qua một đoạn thời gian hoang đường không biết xấu hổ. Vệ thư thu hồi suy nghĩ, thân thể hoàn toàn chìm vào trong nước suối. Nước suối ấm áp mười phần nhuận dưỡng linh lực hương ức độ trong cơ thể nàng, nàng tìm một cái ao cạn, nhập định dung hợp. Cũng không lâu lắm một đầu hơi nước mờ mịt truyền đến cảnh giác khang khang. Người phương nào ở nơi đó? Vệ thư. Ai đó? Nàng lập tức gọi một bộ quần áo đến bọc quanh thân, lúc này nàng đã vào hồ, chưa ngâm đủ canh giờ liền không thể rời đi, nếu không linh lực hương ức độ cho nàng sẽ chảy ra ngoài cơ thể, lãng phí vô ích. Ngay khi nàng nghĩ đối phương là từ đâu tới, rõ ràng lúc trước đã dùng sư thần thuật lục soát qua, không nên có người mới đúng. Không đúng, giọng nói này. Theo tiếng nước tiếp cận, một đạo thân ảnh phá vụ mà đến. Vệ thư bị đôi mi dài bóng loáng chớp nhẹ, sau khi thấy rõ dung mạo đối phương, đột nhiên mở to. Ngọc Hành Ngươi Ngọc Hành tuấn mặt ửng đỏ, sư Nương Mặt hắn lộ vẻ thống khổ, thân hình bất ổn ngã xuống. Vệ thư bởi vì kiếp trước cùng hắn quan hệ không nhỏ, theo bản năng liền tiếp được thân thể đối phương vừa muốn chạm vào trong lòng nàng cả kinh nóng quá sao hắn lại nóng như vậy ngọc hành ngươi làm sao vậy nàng vỗ má đối phương lại phát hiện gò má còn nóng hơn cả người hắn một màn giống như đã từng quen biết làm cho nàng nhất thời nhớ lại một thứ tình quả anh ăn tình quả cô nâng khuôn mặt tuấn tú của anh hỏi ai muốn hại ngọc hành nàng lập tức nhìn bốn phía lại chỉ thấy một mảnh trắng xóa. Nóng. Nóng quá. Ngọc Hành thở ra sóng nhiệt, từng đợt sóng đánh vào cổ nàng. Kiếp trước triền miên đêm đó cũng là như vậy tình hình, đồng dạng hoàn cảnh, đồng dạng tình huống, rất khó không để cho nàng suy nghĩ nhiều. Nàng cố nén cảm xúc khác thường, Ngọc Hành, ngươi tỉnh táo một chút. Ta, ta là sư nương. Sư nương. Sư nương. Ngọc Hành lẩm bẩm lặp lại, dường như đã mất đi năng lực suy nghĩ. Vệ thư cố gắng chống đỡ thân thể hắn. Không đúng, ta đã sử dụng sư thần thuộc lục soát qua một lần, sợ dĩ không có cảm giác được ngọc hành, sợ là hắn dùng cái kia kiện có thể che giấu từ thân khí tức càng không phiến. Chỉ có thần khí càng không phiến mới có thể tránh được sư thần thuộc do thượng tiên thi triển. Vệ thư nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gan tất, nhíu mày thanh tú. Ngọc Hành trốn đến nơi này, hẳn là bị ai nói dối, tự như kiếp trước hắn ăn nhầm tình quả nghe người ta nói suối nước nóng cựu không có thể giải liền tới hắn nhất định là không nghĩ tới ta sẽ xông tới tương lai hắn năng lực xuất chúng nghiệp vô uyên không ở sơn môn từ trước đến nay đều là do hắn xử lý sự vụ trong môn là đại tông chủ được mọi người công nhận nhưng hắn bây giờ cái gì cũng không phải ai sẽ trăm phương ngàn kế tính kế hắn như vậy bỗng dưng bên hông căng thẳng ngọc hành ông lấy toàn thân nàng một tay cầm gáy nàng ánh mắt mê ly nhắm lên môi son của nàng. Chương 5 Trong sạch Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Khuôn mặt tuấn tú dần dần phóng đại, tín hiệu nguy hiểm kích thích vệ thư nhanh chóng lấy mu bàn tay che trước môi. Một giây sau, cánh môi ấm áp 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 vào lòng bàn tay cô. Ngọc Hành Ngọc Hành ngươi tỉnh táo một chút, ta là sư nương. Ngọc Hành phản phất như nghe không lọc hết thảy, lông mi đen nhánh rậm rạp rũ xuống, khuôn mặt như ngọc không tì vết lộ vẻ chuyên chú trằn trọc trên lòng bàn tay nàng. Một màn này trong khoảnh khắc trùng hợp với hình ảnh triền miên ở kiếp trước trong đầu vệ thư. Lúc trước cùng hắn ở suối nước nóng bên trong hôn mãnh liệt, phóng túng, phạm lại nhớ tới sẽ nhìn không được hô hấp dồn dập, huyết khí cuồn cuộn. cho dù là giờ phút này nàng cũng nhìn không được sẽ nghĩ, nếu không liền rút tay ra hôn đi lên được, tả hữu lần này cũng không phải nàng thiết kế, lại thưởng thức một lần có thì đã làm sao nhưng lý trí nói cho nàng biết không được, kiếp này nàng đã hạ quyết tâm, sẽ không cùng ba người bọn họ có quá sâu cùng xuất hiện, sẽ không phá giới. Ngọc Hành Vệ thư đẩy đến gian nan, mà Ngọc Hành quên mình hôn nửa ngày, đột nhiên ý thức được không đúng, lông mày trân nhẵn khẽ nhíu, hắn chỉ dừng một chút, vệ thư liền lập tức cảm nhận được thịt lòng bàn tay truyền đến ẩm ướt. Hắn lại Thè lưỡi Vệ thư lập tức dùng tu vi đánh văn đối phương, Ngọc Hành tỉnh táo một chút cho ta. Nàng dùng ngón tay nhỏ nhắn thi triển ngự thủy thuật, trên mặt nước ngưng kết ra một dải nước trong suốt thật dài, tràn về phía ngọc hành giam cầm quanh thân hắn. Nam nhân như ngọc hai mắt hư di, như trước nhìn chầm chầm nàng gần trong gan tắc, giống như đang nhìn một viên hoa quả tươi đỏ tươi mười phần, hận không thể nuốt sống vào bụng. Nguyên là tóc mực cẩn thận tỉ mỉ hiện giờ có một chút hỗn độn, hơi ẩm mờ mịt ngưng kết thành bọc nước, đẹp mắt bám vào từng bộ vị vạt áo hơi hở mơ hồ có thể thấy được sắc bén chặt chẽ, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, đuôi mắt ướt ác, khóe môi chảy xuống sáng bạc, thật sự là một bộ đói khác khó nhịn được. Cho. Ta. Ánh mắt vệ thư nhất nhất đảo qua mặt và thân thể hắn, nuốt xuống, vung tay lên, mặt nước lại nhảy ra một dải nước, bịt kín cả miệng và mắt hắn lại. Thật sự là vưu vật chết người. Nàng thở dài, quay mặt đi, ngươi chịu đựng trước, đợi ta luyện hóa linh lực trong cơ thể, sẽ tới giúp ngươi. Vệ thư xoay người sang bên kia, sau đó tiếp tục dung hợp linh lực vừa rồi. Đợi tiểu chu thiên vận hành, linh lực hương ức tinh thuần trong cơ thể phản phất như từng sợi tơ dày đặc thẩm thấu vào trong kinh mạch của nàng, dưới sự gia trì của suối nước nóng, cùng nguyên mạch của nàng dần dần hóa thành một. Sau khi uẩn dưỡng gần hai canh giờ, vệ thư rõ ràng cảm giác được tu vi bản thân đã đạt tới thượng tiên đỉnh phong nàng thở ra một hơi dài, mở mắt liền cảm giác ngủ thức tăng cường. Khi nhảy cảm nhận được một cổ tầm mắt, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người như ngọc lúc trước còn đói khát khó nhìn, đang an tĩnh tựa vào bờ, phương hướng tuấn diện vừa vặn là chỗ của nàng. Vệ thư đi tới, vung cánh tay ngọc lên, ngoại trừ đôi mắt và giải nước trên miệng hắn. Ngọc Hành, ngươi bây giờ đã khá hơn chưa? Sau khi Ngọc Hành khôi phục thị lực, liền nhìn thấy vệ thư chỉ ăn mặc đơn bạc, mà cả người ướt sủng, nhưng sau khi hắn không tỉnh táo như kiếp trước mang theo quân tử chi phong dời tầm mắt mà là một hồi lâu đem ánh mắt lưu luyến ở trên người vệ thư nguyên là khí huyết đã bình phục lại dâng lên hai má trắng nõn lần nữa sinh ra đỏ ửng thì ra là sư nương hắn đột nhiên nói một câu khiến vệ thư không hiểu ra sao vệ thư hả ngọc hành làm như không muốn để ý đến nàng giả điếc giả câm không biết sư nương có chơi đùa đủ, đủ hay không có thể cho ngọc hành giải cấm chế trên người này không vệ thư vừa nghe hiểu lầm lớn vội vàng xua tay giải thích không 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 phải tôi làm lúc tôi tới cậu cứ như vậy à ngọc hành như cười như không vậy có thể giải chưa vệ thư lập tức một tay bóp quyết giải thuật pháp trên người hắn nàng tiếp tục giải thích ngươi nghe ta giải thích với ngươi a à, ta nhất thời cao hứng muốn đến ngâm suối nước nóng trước đó ta dùng siêu thần thuật lục soát một lần xác định không có người xuống ao không nghĩ tới liền đụng phải ngươi sau đó phát hiện ngươi hình như ăn nhầm tình quả bất quá ngươi yên tâm hai ta cái gì cũng không làm người đạt được tự do như ngọc từ trong nước đứng lên cái đầu hắn rất cao theo di động mặt nước dưới thân nổi lên từng vòng gần sóng anh đi tới trước mặt vệ thư áp bách nhìn xuống cô vệ thư chỉ có thể vừa nói chuyện vừa lui về phía sau thẳng đến khi lui không thể lui, người ngửa về phía sau, bị ép nên đón đôi mắt nhạt như lưu ly của đối phương. Cái gì cũng không làm. Ngọc Hành thấm vào ruột gan như chạm ngọc lặp lại. Vệ thư gật mạnh đầu, đúng, trong sạch. Nhưng đệ tử trong người tình quả, rõ ràng là có người ám hại, tỉnh lại cũng chỉ thấy sư nương, ngài nói, có thể hay không quá trùng hợp. Vệ thư tức giận đẩy anh, anh có ý gì? Ý anh là tôi cố ý bày mưu, có ý đồ với anh. Nhưng hiện tại chúng ta cái gì cũng không phát sinh, anh dựa vào đâu nói là tôi. Ngọc Hành đôi mắt sáng ngời, ngày thường thoạt nhìn ôn hòa mười phần, giờ phút này lại có thêm vài phần mỹ cảm yêu giả. Anh nhìn sâu vệ thư hai giây, cuối cùng cong mắt lên. Nói cũng đúng. Xem ra hắn là thư. Vệ thư vừa mới thở phào nhẹ nhõm, mu bàn tay đột nhiên bị bàn tay lớn bao phủ, nàng kinh ngạc nhìn qua, chỉ thấy tay mình đang đặt ở một bên cơ ngực của ngọc hành ngọc hành thì giống như bắt được nhược điểm của nàng ấn chặt bàn tay kia của nàng vệ thư tôi tôi không phải tôi chỉ muốn đẩy anh thôi ngọc hành khóe môi ngửa lên sư nương không cần khẩn trương hắn không giấu vết lấy tay vệ thư ra khỏi ngực lời sư nương nói vẫn có vài phần đạo lý đúng 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 ta đã nói vô uyên tọa hạ người thông minh nhất tôi còn chưa nói xong mặc dù sư nương nói có đạo lý cũng không thể miễn nghi chuyện hôm nay mong sư nương cho ngọc hành một lời giải thích xoay người lên bờ trên người đồng thời mặc xong ý gì vệ thư bối rối anh bảo tôi thay anh tìm ra hung thủ ngọc hành cũng không quay đầu lại mà đi vào trong hơi nước ngọc hành đi trước một bước chờ tin tức của sư nương vừa dứt lời thân ảnh nhanh nhẹn của áo bào xanh biến mất trong hơi nước một chút cũng không nhìn thấy Vệ thư tức giận múc nước, dựa vào cái gì? Cũng không phải tôi làm. Trở lại vòng thư điện, Vân Bảo liền phát hiện vệ thư tắm suối nước nóng xong trở về, cả người đều không thích hợp. Ánh mắt kia không phải con mắt, cái mũi không phải tư thế của cái mũi, trực tiếp khuyên lui nàng muốn tiến lên hỏi một câu ý nghĩ. Rốt cuộc là sai chỗ nào? Vệ thư đi tới đi lui trong điện, lẩm bẩm. Khương ức chịu ra tay cứu ta, Đại khái là vì ta sắp kết hôn với nghiệp vô uyên Cũng không thể trơ mắt nhìn sư nương tương lai tẩu hỏa nhập ma Điều này cũng phù hợp với thái độ cương trực công A của hắn Nhưng Ngọc Hành, kiếp trước là bởi vì tính kế của ta mới ăn nhầm tình quả Kiếp này ta còn chưa có kim đang vỡ vụn Đoạn cầu này sao lại sớm như vậy Chẳng lẽ đã sớm có người theo dõi Ngọc Hành Còn dùng kế giống như ta Không đúng, nếu quả thật như vậy Thông minh như Ngọc Hành làm sao có thể rơi hai lần trong một cái hố. Trong đầu vệ thư hiện lên khuôn mặt của Ngọc Hành. Lấy hiểu biết của ta về hắn, việc này không cho hắn một lời giải thích, chỉ sợ hắn sẽ đâm vào nghiệp vô uyên. Ta cũng không sợ ảnh hưởng đại hôn, quỷ mới muốn đại hôn. Chỉ sợ nghiệp vô uyên lại đuổi kịp nhất thế làm ngụy quân tử, ở trước mặt mọi người giả khổ chủ, nói hết thảy đều là hắn không đúng, đối với ta không đủ tốt mới làm cho ta sinh tâm tư với nam nhân khác làm ra chuyện hoang đường bại hoại thanh danh, sau đó ngay tại trong tiếng phản đối của mọi người tha thứ cho ta, tiếp nhận ta. À, kể từ đó, hắn chiếm được lòng người, mà ta cùng hắn cạnh tranh vị trí tông chủ lại khó càng thêm khó. Ngày mai lôi kiếp sẽ giáng lâm, theo sát ngày sau chính là đại hôn, ta nên như thế nào trong thời gian ngắn như vậy, tìm ra người hại ngọc hành đây. Chương 6 Lôi kiếp Bạn đang nghe tại truyện chấm audio não vệ thư nghĩ đến đau đớn, chạy tới giường tử đằng tiên nằm, váy mạ vàng trải rộng, tự như một đóa hoa trên mây. Nếu lăng tinh ở đây thì tốt rồi, hắn thiên tinh xiền xích, có thể tìm kiếm hết thảy khí tức. Nàng lay động hai khéo léo xinh đẹp tuyệt trần bàn chân, trên cổ chân tinh thạch rạng rỡ sinh huy. Chủ nhân, lăng tinh là ai vậy? Vệ thư nghĩ đến mê mẩn, khuôn mặt tròn trịa bị vân bảo đột nhiên dò dọ tới dọa cho kim đang suýt nửa vỡ nát. Vệ thư ôm ngực, liếc cô một cái, không ai cả. Vệ thư không nhìn dáng vẻ mất mát biểu môi của Vân Bảo, lại theo bản năng nằm sang bên cạnh, Vân Bảo vui rạo rực nằm bên cạnh nàng, hai người cùng nhau nhìn về phía biển hoa tử đằng do pháp thuật biến ảo ra trên đỉnh điện. Đời trước vào lúc này, Lạc Lăng Tinh vẫn là phạm thiên phủ lạc gia trong tay bảo vật, quý giá vô cùng tiếp theo nhậm chức phủ chủ. Bởi vì thiên phú dị bẩm, tư chất thượng đẳng, dưỡng thành tính tình không người trong mắt lạc lăng tinh. Lúc đi hạ giới rèn luyện liền suýt nữa mất mạng trong tay đại yêu, trong lúc nguy cấp được nghiệp vô uyên cứu, như vậy thuyết phục dưới tu vi cao thâm cùng thuật pháp tinh diệu của nghiệp vô uyên. Sau đó không lâu bái nghiệp vô uyên làm thầy, được nghiệp vô uyên mang về thiên nhất tông dốc lòng dạy dỗ. Đương nhiên, cuối cùng cũng không thoát khỏi ma trảo của nàng. Lúc này hồi tưởng kiếp trước nhiều lần hoang đường làm, trong đó liền có đối với lạc lăng tinh ấy nấy, hắn là nghiệp vô uyên ba cái độ đệ trung tâm tư đơn thuần nhất, lúc trước đem hắn lừa gạt tới tay sau, nàng liền hối hận. Dù sao vẫn là một đứa bé, ngay cả hắn cũng không buông tha, cũng quá súc sinh. Vệ thư cố nén kích động quạt mình, lần nữa hạ quyết tâm. Lần này, nàng tuyệt sẽ không còn là hạt giống non nớt của hoác hoác gia nữa. Suy nghĩ một buổi tối cũng không nghĩ tới tìm ra biện pháp hại ngọc hành người, nàng dứt khoát ngồi xuống nhập định trước bảo đảm thuận lợi tấn thăng thành kim tiên rồi nói sau ngày hôm sau dưới trời cao thiên nhất tông tiên môn ở một góc mây đèn che đỉnh dày đặc cuồn cuồn đệ tử trong môn nhao nhao dừng chân nhìn lên nhìn bên kia là lôi kiếp ở hướng vọng thư điện là lôi kiếp của thiếu tông chủ lôi kiếp của thiếu tông chủ rốt cục đã tới thật tốt quá nếu thiếu tông chủ có thể thuận lợi tấn chức chính là kim tiên sau khi kết làm tiên lữ với vô uyên tiên quân tất sẽ trở thành một đoạn giai thoại của tiên giới thật sự khiến người ta hâm mộ đột nhiên một đạo thanh âm không giống người bên ngoài chen vào tên bao cỏ kia không phải ý vào mình là con gái của tông chủ luận tu vi cùng thuật pháp điểm nào xứng với vô uyên sư huynh mọi người nghe vậy còn tưởng rằng là cái nào không sợ chết dám trước mặt mọi người chửi bới thiếu tông chủ vệ thư, quay đầu nhìn lại, phát hiện là nghiệp chỉ tinh, từng cái xám xịt địa không nói lời nào. Nghiệp chỉ tinh là trưởng lão thiện ác đường đương nhiệm, trưởng phạt, lại là biểu mùi của nghiệp vô uyên sắp cưới vệ thư, tiếp nhận vị trí tông chủ thiên nhất tông. Hiện giờ trên dưới tông môn, ai dám chọc nàng? Cho dù biết nàng thường ở sau lưng bố trí vệ thư, cũng không ai dám đi vọng thư điện làm tai báo thần. Nghiệp chỉ tinh mặc váy đỏ, ngạo nghễ đi qua đám người. Thấy mọi người không phải tránh nàng, thì cũng hành lễ tại chỗ, nàng vẽ mặt hưởng thụ nhất khóe môi. Thẳng đến trước mặt đi tới một vị tiên quân dáng người như tùng, chạm áo choàng hoa văn tối, khuôn mặt lạnh lùng, nàng hô hấp trì trệ, trước đó kiêu ngạo khí diễm không thấy, thay vào đó là trong ánh mắt giấu cũng không giấu được ái mộ. Vô uyên biểu huynh tự nhiên là lương phối, nhưng đại đệ tử Khương ức phong thần tuấn lãng, tu vi không tầm thường, ngày sau nhất định tiên đồ vô lượng. Nếu cuộc đời này không có duyên với biểu huynh, có thể có được khương ức cũng không tệ. Khương ức Nghiệp chỉ tinh nâng giá lên, chỉ chờ khương ức tới chỉ điểm với hắn vài câu, thường xuyên qua lại, nàng cũng không tin, không câu được tiểu tử ngốc kia. Nhưng lời sau còn chưa nói ra, nụ cười trên mặt nàng còn cứng lại, khương ức đã giống như một trận gió cùng nàng sát vai mà qua. Nghiệp chỉ tin tức giận xoay người, khó có thể tin, khương ức. Khương ức bên kia đã trẻ vào chỗ trẻ của tòa nhà. Nghiệp chỉ tin phát hiện mình bị người chung quanh thấp giọng cười nhạo, không còn mặt mũi ở lại nữa, dậm chân đi. Mà Khương ức bên này, hắn quẹo vào góc trẻ cũng không đi, mà vừa rồi nghiệp chỉ tin gọi hắn, hắn nghe thấy, nhưng hắn hiện tại không có thời gian phản ứng với bất luận kẻ nào, cho dù đối phương là trưởng lão thiện ác đường. Hắn một tay niết quyết, hóa thành một đạo ánh sáng, thoáng qua liền đi tới phụ cận vọng thư điện nơi này cùng phong gào thét, sắc trời hôn ám, sắp bắt đầu lôi đình vạn quân so với lúc ở phía dưới cảm giác áp bách càng mạnh hơn. Chủ nhân, ngài nhất định phải bảo trọng a. À. Nghe được thanh âm, Hương ức che giấu thân hình, vân bảo theo một trận quan hoa bị đẩy ra ngoài cửa điện, nàng tự biết lưu lại không giúp được gì, chỉ có thể lưu lại một câu, lại xoay người xa xa chạy đi, để tránh chốc lát trở thành gánh nặng của chủ tử vệ thư. Trong điện. Vệ thư ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, hai tay nàng chậm rãi bắp quyết, quanh thân tiên váy không gió tự phòng. Nàng đầu tiên là tế xuất thần khí thiên cực tán, kim quang vần quanh hoàng kim tán ở đỉnh đầu triển khai, nàng lại ở quanh thân bố trí ba tầng kết giới, chuẩn bị trong chốc lát nghênh đón chính mình cửu đạo tấn thăng lôi kiếp. Bên ngoài, Khương Ức vẫn luôn lưu ý hướng đi của Lôi Vân bỗng nhiên nói, "Đến rồi." Dứt lời, ầm ầm một tiếng, tiếng nổ kinh thiên. Từ giữa đám mây rơi xuống một đạo kim lôi, chính giữa vọng thư điện. Chỉ thấy biển hoa tử đằng do pháp thuật biến ảo ra rõ ràng giống như bọt nổi bị quấy ra, dần dần tiêu tán. Lôi đánh vào thiên cực tán, phát ra tiếng sét đánh thật lớn. Vệ thư rũ mắt ngồi dưới ô, không có chút ảnh hưởng nào. Ngay sau đó đạo lôi thứ hai, thứ ba lần lượt hạ xuống. Bùng! Bùng! Chúng nó đồng dạng đánh trúng thiên cực tán, đều bị thiên cực tán hóa đi vệ thư thầm nghĩ. Thiên cực tán quả nhiên là thần khí hiếm có, ngăn cản ba đạo lôi cho ta, ta lại một chút ảnh hưởng cũng không có, kết giới ba tầng thiết hạ một tầng cũng không phá. Bất quá, chính đạo lôi kích, một đạo lợi hại hơn một đạo, giờ phút này vẫn không thể lơ là, ta phải đề phòng đạo thiên lôi thứ tám xuất hiện, tên đạo chích trốn trong bóng tối, kiếp trước hại kim đang ta bị hủy. Trong lúc suy nghĩ, lại rơi xuống bốn đạo lôi. Âm 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 âm. Thiên cực tán tuy là thần khí, nhưng sẽ bởi vì thực lực người sử dụng, phát huy ra trình độ lực lượng khác nhau. Khi đạo thiên lôi thứ bảy sắp xuống, quả nhiên vỡ vụn đến một tầng kết giới. Vệ thư cảm nhận được đã lâu không thấy ngực buồn bực, đây là kiếp trước chính nàng thừa nhận đến đạo thiên lôi thứ tư lúc liền cảm nhận được. Bùng! Tới ngay! Đạo thiên lôi thứ tám! Vệ thư hai trong mắt vừa chuyển, lập tức nhìn chuẩn một cái phương hướng, nhưng đợi nửa ngày, cũng không thấy trong trí nhớ cái kia mạc bị pháp thuật che giấu thân ảnh xuất hiện. còn con người, khương ức vẫn canh giữ ở bên ngoài, cuối cùng bị hắn đợi được một người ma quái tới gần vòng thư điện. đứng lại, hắn trầm giọng hóa thành một đạo quan hoa xuất hiện, ngăn cản đường đi của đối phương. nhìn thấy trên mặt người kia bị một đoạn khói đen che đậy, ánh mắt hắn phát lạnh, báo tên, nói rõ ý đồ đến đây. lợi ích ý nhiều đối phương làm như nhận ra hắn còn có chút kiên kỵ thân hình nhoáng lên xoay người muốn chạy trốn khương ức điểm mũi chân một vòng khí lưu hình thành đồng thời người như mũi tên bắn ra trên đường hắn lăn không rút ra một thanh băng kích trường kích vung lên mấy đạo băng truyền ngưng kết mà thành trong không khí trong khoảnh khắc đánh về phía sau lưng người chạy trốn kia mắt thấy sắp đánh trúng đột nhiên phía sau bọn họ xuất hiện một đạo cường quan kịch liệt còn có đủ để chấn động tiên sơn sấm sét là đạo thiên lôi cuối cùng. Khương ức xoay người, trong đôi mắt U Lam chi trạch phản chiếu lôi quan tiêu tán, một đạo quan trụ ẩn chứa tạo hóa thiên địa từ cửu thiên thẳng tắp rơi xuống. Trên khuôn mặt lạnh lùng cứng trắng của băng sương hiện ra vẻ vui sướng không che giấu, nạn, rốt cục thăng chức. Chương 7 Lau lau Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Làm như là đột nhiên nhớ tới tạc nhân còn chưa bắt được, nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt biến trở về lạnh như băng, liền thấy tạc nhân kia quả nhiên đã không còn tung tích. Chỉ để lại một vết máu trên mặt đất cách đó không xa, bị hắn nhìn ở đáy mắt. Băng kích trong tay tan rã từng chút một, trong động tác vung tay áo của hắn, hoàn toàn biến thành điểm sáng tiêu tán trong không khí. Trong điện, vệ thư lơ lửng giữa không trung, cả người kim quan tỏa ra bốn phía, tiên trạch bành bái. Nàng rủ mắt cảm thụ được sau khi thăng chức thành kim tiên, trong cơ thể dư thừa linh lực cùng tu vi hùng hậu kim tiên mới có thì ra đây chính là cảm giác trở thành kim tiên giống như quá khứ làm không được hiện tại đều có thể dễ dàng làm được nói cách khác sẽ cho người ta một loại cảm giác không gì không làm được đây chính là thăng cấp nhưng một giây sau cô đột nhiên phát hiện khí lực quanh người giống như bị rút đi cả người rơi xuống nàng đang nghĩ đến trò hề khi ngã sắp xuống cũng may hiện tại không có người ở đây cũng không đến mức quá mức mất mặt cô cứ bình tĩnh rơi xuống như vậy ngay cả đổi tư thế đẹp một chút cũng không có thời gian nhưng đau đớn trong tưởng tượng không xuất hiện cô rơi vào một cái ngực hơi lạnh kiên cố hơi thở trong lành quen thuộc ở dưới mũi di động chợt ngước mắt lên nàng quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng tuyệt tục kia khương ức tại sao lại là hắn ý thức được chính mình lại một lần nữa bị hắn ôm lấy mau buông tay tiếc rằng còn giống như lần trước đang điền chỗ trống rỗng lợi hại căn bản không sử dụng được bất kỳ pháp thuật nào sao lại như vậy đừng nhúc nhích giọng nói trầm thấp ngọt ngào của khương ức truyền đến đôi môi mỏng manh phun ra một ngụm thanh khí tư thế này vệ thư không thể rõ ràng hơn khương ức tính tình lạnh lẽo từ trước đến nay không thích phí lời với nhiều người hắn vừa mới như vậy hẳn là chuẩn bị giải thích một phen vệ thư kiên nhẫn chờ Xem lần này hắn có thể đưa ra lý do gì để vô lễ với mình. Sư nương dùng ô thiên cực của đệ tử ngăn cản lôi kiếp, hôm nay tấn thăng thành công, tất phải trả lại thần khí hao tổn. Linh lực đệ tử độ cho ngài trước đây, chỉ sợ không còn lại bao nhiêu, muốn mau chóng khôi phục, cần giống như lần trước, đệ tử dùng tâm pháp độc môn dẫn độ linh lực bản thân cho ngài. Vệ thư còn chưa tỏ thái độ nàng có nguyện ý hay không, toàn bộ thân thể đã bị Khương Ức vớt vào trong khuỷu tay vệ thư tự như hài đồng ngồi lên cánh tay của hắn do hắn ông ngồi trên ngọc đài tu luyện rất nhanh vệ thư lại giống như lần trước bị anh ôm vào trong ngực vệ thư không vui nhíu mày lần trước nàng vẫn là thực lực thượng tiên hôm nay nàng chính là kim tiên bị khương ức một người ngay cả thượng tiên đỉnh phong cũng không với tới cưỡng chế ôm chẳng phải là mặt mũi già nuôi gì cũng mất sạch nhưng âm thầm điều động tiên lực vài lần vẫn không có kết quả dùng sức nàng cũng không phải là đối thủ của Khương ức. Cô nhìn chầm chầm vào sườn mặt trầm tĩnh của Khương ức. Khương ức, anh không phải cố ý chứ. Vốn tưởng rằng Khương ức ít nói sẽ không để ý đến nàng, lại không ngờ hắn nói, sư nương là chỉ cái gì. Còn có thể chỉ cái gì. Đối với ta trong lòng có chút bất chính. Lời đến bên miệng, cô lại lựa chọn nói cái khác, không có gì. Nếu đối phương muốn cùng nàng chơi lạc mềm buộc chặt, nàng muốn cho đối phương biết, nàng mới là chơi trò chơi này tổ tông mặc dù không biết vì sao thái độ của khương ức đối với nàng ở kiếp này khác xa so với kiếp trước nhưng nàng nghĩ một ngày nào đó nàng sẽ biết nói không chừng kiếp trước nàng liền xem nhẹ cái gì lúc trước có thể bắt được khương ức thiết diện vô tư có lẽ cũng không phải là nàng lừa gạt mà là trong lòng thanh tâm quả dục của đối phương đã sớm gieo xuống tâm tư không sạch sẽ đối với nàng nghĩ đến đây nàng theo bản năng đưa tay thăm dò khuôn mặt tuấn tú trước mắt kia kiếp trước nàng cũng từng mê luyến nằm ở trong lòng đối phương, sau đó dùng đầu ngón tay nghịch ngợm miêu tả hình dáng đối phương. Mỗi lần nàng dùng lực đạo đều rất nhẹ, bị đối phương ghét bỏ nói nàng làm cho rất ngứa, mà nàng làm không biết mệt, cho dù đối phương mất hứng nàng vẫn phải lâm vào. Đổi lấy, tự nhiên là một đêm lại một đêm xuân phong vô độ. Cô phóng túng bản thân xa vào trong đó, thời gian lâu rồi, cô cũng không phân biệt được trót cuộc là lợi dụng hay là thật sự yêu đầu ngón tay của nàng còn chưa chạm tới khuôn mặt tuấn tú kia chủ nhân khuôn mặt tuấn tú một đôi băng mâu chứa đầy ôn nhu nhìn xuống nàng giật mình tỉnh giấc thiếu chút nữa đã quên đời này ta không thể cùng bọn họ có bất kỳ vượt qua quan hệ tâm niệm vừa động trong tay nàng chợt có thêm một chiếc khăn tay chỗ con hơi bẩn sư nương lau giúp con ra vẻ quan tâm trưởng bối khương ức không nói gì trong đôi mắt băng hiện lên vẻ không tin nhưng vẫn cúi mặt xuống. Bởi vì cách rất gần, vệ thư có thể nhìn thấy rõ ràng da thịt tinh tế trơn bóng của hắn so với nữ tiên. Lông mi dày đặc mảnh dài tựa hồ chỉ cần lại gần một chút là có thể quét đến trên mặt nàng, ngứa ngáy. Vệ thư hô hấp trì trệ, trong đầu bất giác hiện lên rất nhiều hình ảnh kiều diễm, cho dù là thân kinh bách chiến khuôn mặt già nua cũng không chịu nổi đỏ thấu. Không phải anh ở gần em như vậy làm gì, cô ngăn chặn nhịp tim, cứng cổ, ngay cả nói chuyện cũng không dám há to miệng giống như đang đề phòng đối phương khương ức hiếm khi xen lẫn nụ cười trong giọng nói lạnh như băng đệ tử sợ sư nương không thấy rõ sư nương vì sao đỏ mặt anh nghĩ sao đôi mắt băng của hắn trong suốt giống như đang nói chỉ có một mình nàng sinh ra tạp niệm vệ thư lúc này đẩy hắn ra ngươi nhìn lầm rồi hảo hảo độ linh lực của ngươi không được cách ta gần như vậy đệ tử tôn lệnh khương ức hờ hững đáp khôi phục tư thế ngồi trầm tĩnh nhắm mắt ngoại trừ ông cô những thứ khác thật sự nhìn không ra anh có gì khác với bình thường giống như thật sự chỉ là vì độ linh lực cho nàng để cho nàng mau chóng khỏe lại không ai so với nàng rõ ràng hơn linh lực của khương ức có hiệu quả an dưỡng giống như nàng gấp trăm lần người bình thường cho nên chỉ trong chốc lát vệ thư đã có thể cảm nhận được linh lực trong cơ thể chạy trốn vệ thư đang mừng rỡ còn chưa kịp chia sẻ với công thần khương ức người sau đột nhiên buông nàng ra ngã xuống vệ thư thấy thế sợ không nhẹ vội vàng bò qua đẩy đối phương khương ức khương ức lẩm bẩm sắc mặt hắn sao lại trắng như vậy nàng chỉ có thể tạm thời buông xuống giáo huấn đối phương ý nghĩ trước tiên đem người dùng tiên pháp dời đến trên giường linh lực hao tổn quá độ nhưng sẽ ảnh hưởng đến nguyên mạch nói không chừng đối với kim đan cũng sẽ có ảnh hưởng sau khi đắp chăn cho khương ức xong vệ thư tức giận nói thầm nể tình anh thật lòng giúp tôi hai lần tôi sẽ không so đo tội vô lễ hai lần này với anh một đám mây trống rỗng xuất hiện một giây sau đám mây lại hư ngưng thực biến thành một thiếu nữ mặt tròn chính là tiên thị vân bảo vệ thư động tác cực nhanh dùng pháp thuật buông rẹm trên giường xuống vân bảo không nhìn thấy tình huống trên giường đầu tiên là thấy vệ thư vô sự cao hứng chúc mừng nạn thành công thăng cấp thành kim tiên sau đó nhìn phía sau nạn một cái chủ nhân muốn nghỉ ngơi sao vệ thư bưng dáng vẻ thiếu tông chủ, mỉm cười gật đầu, đúng, thân thể ta có chút mệt mỏi, muốn nằm một lát, ngươi ra ngoài cửa trông coi, không ai được cho vào. Dạ. Vân Bảo hành lễ đang muốn đi, ngoài cửa điện một đạo kim quang lóe vào. Sư Mùi. Bạch Y Thắng Tuyết, đạo cốt tiên phong nghiệp vô uyên đạp thanh mà đến. Chương 8 Con mồi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nghiệp vô uyên đã là kim tiên, có thể biến ảo bề ngoài, nhưng hắn từ trước đến nay chí không ở đây, cho nên vẫn giữ lại tuổi tác nam nhân phạm giới. Trước đây vệ thư bị thực lực và sự tỉ mỹ chu đáo của hắn hấp dẫn, hoàn toàn không cảm thấy ngoại hình nghiệp vô uyên tạm được. Hôm nay sống lại một đời, nàng ngược lại hoàn toàn tỉnh ngộ, trong lòng ra sức mắng mình không có mắt. Trước đây sao lại thích loại lan võ già này? Thật sự là bị phân hồ tâm, hung mù mắt. Bằng thiên tư của nàng cùng sinh ra, muốn dạng tiên quân gì không có. Chính là ngày sau phi thăng thần giới, đi cái kia diêu diêu thánh vực tìm tới một vị thần quân cộng kết liên lý, tiêu ma cô tịch, cũng không phải là không có khả năng. Bởi vì hối hận tình cảm quá mức mãnh liệt, thế cho nên nghiệp vô uyên đi vào lúc, nàng cũng không kịp thu thập tốt cực hạn nồng đậm chán ghét trên mặt. Nghiệp vô uyên nhìn thấy, quả nhiên dừng chân, vẻ mặt ngạc nhiên. Hoàng oánh ngươi làm sao vậy? Ta vệ thư tập trung sinh trí cũng không tìm được lý do thích hợp ngược lại nghiệp vô nguyên ân cần tiến lên tự mình tìm bù ngươi vừa thăng chức thêm vào đó là dị tượng sau khi thăng chức đã là kim tiên trung kỳ thân thể tự nhiên không chịu nổi trong lòng bàn tay một đạo quan hoa hội tụ một cái hộp gấm trống rỗng xuất hiện đây là bách liên đang ta luyện có hiệu quả cố bản bồi nguyên đối với thương thế của ngươi hiện tại rất thích hợp vệ thư nhìn lướt qua đang dược kia Nghiệp vô uyên là đang dược sư số một số hai tiên giới, bạch liên đan của hắn thanh danh ở bên ngoài, nhưng ta lại biết, trên thực tế tiểu lão nhi này tư tàn không ít hảo đan. Bạch liên đan bất quá là đang dược hắn kém cỏi nhất, thỉnh thoảng lấy ra tán tán nhân tình, chính mình chưa bao giờ đụng vào. Đa tạ sư huynh. Vệ thư quay đầu hướng vân bảo, người sau lập tức tiến lên tiếp nhận. Nghiệp vô uyên có chút sững sờ, bởi vì vệ thư bình thường đã sớm cảm động đến tột đỉnh, nhất định là muốn ông hắn, mà nay lại chỉ là để cho thủ hạ Vân Bảo tặng quà, cái gì biểu thị cũng không có. Vệ thư cũng mới kịp phản ứng, đành phải giả bệnh đỡ tráng, làm bộ suy yếu. Nghiệp vô uyên tiếp được nàng, câu đầu tiên là, sư muội suy yếu như vậy, chỉ sợ cũng không thể hiến máu cho sư huynh. Vệ thư trong lòng cười lạnh. Quả nhiên, bạch nhãn lan này trong lòng thời khắc nào cũng chỉ có chính hắn, ta lúc trước như thế nào liền một chút cũng không phát hiện. Ngoài miệng, sư huynh đều tại em, chờ em khỏe lại, nhất định sẽ hiến máu cho anh. Nàng giả bộ như trước kia chỉ cần không giúp được Nghiệp Vô Uyên, sẽ tự trách thật sâu. Vẻ mê hoặc trên mặt Nghiệp Vô Uyên quả nhiên chuyển biến tốt hơn rất nhiều, "Ừ, đợi ngươi dưỡng tốt thân thể rồi nói." "Đúng rồi, ngày mai đại hôn có thể phải hoãn lại." Vệ thư phản ứng rất lớn, cũng không phải bởi vì không thể đúng hạn gả cho Nghiệp Vô Uyên, nàng ước gì không gả chỉ là hôn kỳ kiếp trước của bọn họ cũng không có xuất hiện tình huống kéo dài, cho nên nàng rất muốn biết nguyên nhân. Nghiệp vô uyên thở dài nói, phàm giới tương dương thành, xuất hiện tung tích đại yêu, chính là họa cho dân chúng phàm nhân một phương, cầu nguyện hàng yêu thiên đang vừa vặn đến thiên nhất tông chúng ta. Dựa theo thiên quy, ta phải dẫn môn hạ đệ tử hạ giới hàng yêu. Vệ thư trong lòng ước gì hắn đi, trên mặt lại ra vẻ không nở, hai tròng mắt chớp động vẻ dịu dàng, đây cũng là chuyện không có cách nào, hàng yêu đã là thiên quy, cũng là chức trách của tiên tộc chúng ta, hoàng oánh sẽ ngoan ngoãn chờ sư huynh khải hoàng. Nghiệp vô uyên chậm rãi gật đầu, được, chờ sư huynh trở về, nhất định sẽ cho hoàng oánh đại hôn lễ. Tốt nhất vĩnh viễn đừng trở về, tốt nhất chết ở hạ giới. Vệ thư trên mặt không nở cười, hoàng oánh thầm nghĩ sư huynh bình an trở về, có thể gả cho sư huynh, hoàng oánh không còn mong muốn gì nữa nghiệp vô uyên hình như có cảm động, hoàng oánh. Hắn giang hai tay ra. Bầu không khí đã tô đậm đến đây, vệ thư không khỏi khiến hắn hoài nghi, đành phải học theo lòng tràn đầy yêu thích đối với hắn, đâm đầu vào lòng hắn. Vân Bảo bên cạnh cảm động đến phát khóc, không biết nàng sắp buồn nôn đến muốn ói. Loại cặn bã không hề có lương tâm này đáng nói, khi sư diệt tổ, có thể đem thê tử của mình làm thành đỉnh lô lấy lòng các đại lão tiên giới, chỉ xứng thiên đao vạn quả mổ kim đang róc tiên cốt. Được rồi, sư huynh phải đi, đệ tử trong môn đã tập kết ở sơn môn, không thể trì hoãn quá lâu. Vệ thư lưu luyến không rời từ trong lòng hắn tách ra, vâng, chúc sư huynh tiên vận xương long. Nàng hiểu chuyện nói mỗi một lời chúc phúc khi muốn xuất phát đi hạ giới hàng yêu phục ma. Nghiệp vô uyên nhất thời săn sóc, lại nói phải nhìn vệ thư lên giường nằm, hắn mới có thể an tâm rời đi. Vệ thư vốn cũng không cảm thấy gì, nghiệp vô uyên thỉnh thoảng lại săn sóc tỉ mỉ như vậy, nếu không lúc trước nàng sao có thể bị lừa chứ. Nhưng khi được nghiệp vô uyên ôm lên giường, cô mới đột nhiên muốn rời giường còn có một khương ức. Nếu để nghiệp vô uyên phát hiện, khương ức đang nằm trên giường của nàng, thật sự có một ngàn cái miệng cũng không nói rõ được. Sao nào? Xin lỗi. Nhanh chóng tìm một cái cớ. Nghiệp vô uyên chưa phát hiện trong lòng nàng hoảng loạn, còn dặn dò, trong khoảng thời gian sư huynh không ở trong môn này, toàn quyền công việc tông môn giao cho Ngọc Hành xử lý, không phải sư huynh không tín nhiệm ngươi, là bởi vì biết ngươi từ trước đến nay không thích tạp sự cuốn thân. Đứa nhỏ Ngọc Hành kia mặc dù không trầm ổn bằng đại độ nhi khương ức, nhưng sự sự thỏa đáng cũng đủ khéo đưa đẩy, có hắn ở đây, ngươi có thể an tâm điều dưỡng thân thể. Nhắc tới Ngọc Hành, trong đầu vệ thư đều là cuộc gặp gỡ ở suối nước nóng hôm qua. Bất quá, khương ức trên giường mới là uy hiếp lớn nhất cho nên nàng cũng chỉ nghĩ đến khoảnh khắc ông lấy áo ước của ngọc hành liền không nghĩ nhiều nữa thời khắc nghiệp vô uyên vén màn giường vệ thư nắm lấy tay hắn sư huynh cho bạch liên đang trân quý vô cùng hoàng oánh không muốn phụ lòng vẫn không nghỉ ngơi mau dùng đã tọa điều trị vệ thư nói xong liền hướng tu luyện ngọc đài đi nghiệp vô uyên lại một phen giữ chặt nàng cố ý nói bạch liên đang mặc dù tốt nhưng không vội nhất thời sư huynh biết hoàng oánh muốn mau chóng khôi phục sau đó theo sư huynh hạ giới đúng không a à, vệ thư cũng không nghĩ tới chuyện này nhưng cẩn thận nghĩ lại quá khứ mình quả thật có thể làm ra loại chuyện ngu ngốc này lúc này giả bộ bị nghiệp vô uyên đoán trúng tâm tư quỷ khuất nói cái gì cũng không gạt được sư huynh nghiệp vô uyên cười lắc đầu vén màn giường lên có trời mới biết một khắc kia tim vệ thư đập loạn mấy nhịp khi nhìn thấy trên giường cái gì cũng không có cô ngoại trừ thở phào nhẹ nhõm còn lại tất cả đều là hoang mang. Tiểu tử kia khi nào thì đi? Không nên a, à, trong điện này có hai vị kim tiên, cho dù không tính nàng là người chưa khôi phục, nhưng ánh mắt nghiệp vô uyên luôn trốn không thoát. Hắn làm sao có thể rời đi mà không bị phát hiện? Vệ thương ngay người, nghiệp vô uyên kéo cô lên giường, ấn cô nằm xuống, đắp chăn cho cô mới an tâm rời đi. Hắn vừa đi, Vân Bảo cũng đi ra ngoài cửa trông coi vệ thư trong nháy mắt cửa điện đóng lại vén chăn tìm người như vậy một người sống lớn làm sao có thể hư không biến mất nhưng tìm nửa ngày nàng cũng không tìm được bóng dáng khương ức chỉ có thể len lén hóa thành một đạo ánh sáng từ cửa sổ chạy ra ngoài quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng nửa đường đến khương ức tẩm điện nàng đã tìm được người nàng đi tới trước mặt người té xỉu ngồi sổng xuống nói ngươi cũng thật bản lĩnh có thể hành nghề dưới mí mắt vô nguyên đi xa như vậy một tay niết quyết, nàng vốn định dùng tiên lực đem người chuyển về tẩm điện của hắn, nhưng nàng hiện tại tiên lực chưa hoàn toàn khôi phục, ngay cả pháp thuật bốn lạng bạc ngàn cân đơn giản nhất cũng không dùng được. Em thật sự nợ anh. Cô oán giận một câu, lúc này nắm lấy cánh tay Khương ức, quyết định kéo người về. Nhưng người còn chưa nhắc tới, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng ôn nhuận. Sư nương đây là lại nhắm trúng con mồi khác. Vệ thư quay đầu, dưới tiên thụ của lục liễu nhân nhân, Ngọc Hành đang trắng tay vén rèm liễu lên, mặt Ngọc mỉm cười nhìn nàng. Chương 9 Cố ý Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Cánh tay Khương ức từ trên vai vệ thư trượt xuống, cô lập tức đứng lên thề thốt phủ nhận, không có, anh đừng nói bừa, tôi chỉ vừa vặn đi ngang qua. Ồ, vừa vặn. Ngọc Hành âm sắc chậm rãi, ý vị thăm trường. Vệ thư Ta phát hiện Khương Ức nằm ở đây, không biết vì nguyên do gì, cũng không thể thấy chết mà không cứu chứ. Cho nên muốn đưa hắn về trước. Phàm giới nữ tử còn biết nam nữ thụ thụ bất thân, sư huynh từ trước đến nay giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc, sư nương có biết ngươi hành vi như vậy sẽ đối với sư huynh tạo thành bao nhiêu quấy nhiễu. Vệ thư muốn nói, sư huynh trong miệng ngươi giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc lúc trước còn ông ta mấy ngày Cô thật sự rất muốn nói ra chọc giận đối phương, nhưng cô biết cho dù nói ra, đối phương cũng sẽ không tin. Dù sao suối nước nóng lần đó, nàng đã ở trong lòng đối phương thành triệt đầu triệt đuôi người gấp gáp, nếu không thể tự chứng minh trong sạch, tìm ra cho hắn hạ tình quả đầu sỏ gây nên, nàng khả năng hôm nay chính là đem miệng nói khô, đối phương cũng sẽ không tin. Vệ thư cười, cậu nói đúng, tay làm một cái, cậu đã đến, việc đưa cậu ấy về liền giao cho cậu. Vốn tưởng rằng Ngọc Hành sẽ sẵn khoái đáp ứng, không ngờ hắn nháy mắt thu lại cười, cự tuyệt nói, "Sư nương là cố ý." Vệ Thư nghe không hiểu, lời này của anh có ý gì? "Sư nương biết rõ còn cố hỏi." Ngọc Hành quay mặt đi, che đi một nửa xấu hổ trên mặt, "Hôm qua ta mới ăn nhầm tình quả, lại không cùng ngươi." Hiện giờ hiệu quả tình quả chưa giải, thuật pháp nửa phần cũng thi triển không ra. Vệ Thư giật mình. "Ta đều đã quên." ăn tình quả sau quả thật muốn giao hợp hậu phương có thể giải trừ, nếu không sẽ linh lực không thông, thuộc pháp cũng tự nhiên sử không ra, thế nào cũng phải đợi 7749 ngày sau mới có thể tự mình giải trừ. Vệ thư có chút xấu hổ, mặc kệ ngươi tin hay không, chuyện hôm qua thật sự không liên quan đến ta. Vả lại ta không sợ nói cho ngươi biết, ta mặc dù vừa mới tấn thăng kim tiên, bởi vì một ít lý do phức tạp, hiện tại cũng không sử dụng được thuộc pháp nếu không vừa rồi ta liền dùng thuật pháp đưa hắn về, cần gì động thủ khi người phí sức như vậy. Ngọc Hành đột nhiên tiến lên, vệ thư theo bản năng lui về phía sau. Chỉ nghe hắn nói một câu, sư nương, đắc tội. Nói xong nắm cổ tay vệ thư, dò xét mạch, ngươi quả nhiên không nói dối. Vệ thư rút lại cổ tay, vốn không nói dối. Sửa sang ống tay áo, nhìn Khương ức trên mặt đất, người tôi giao cho anh. Ngọc Hành cúi người, sư nương yên tâm. Vệ thư không có trực tiếp nhìn lại thư điện, mà là đi cựu không phong ngâm đủ hai canh giờ suối nước nóng mới trở về. Không thể không nói, Khương ức tiểu tử kia một thân tinh thuần linh lực so với nghiệp vô uyên cho Bạch Liên đang hữu dụng hơn nhiều, mới hai canh giờ, vệ thư đã khôi phục hơn phân nửa linh lực. Hôm nay nàng đã là kim tiên chi thân, cùng là kim tiên nghiệp vô uyên có thực lực tương đương, người sau bởi vì hàng yêu đi phạm giới, giờ phút này ngẫm lại đời này xuất hiện rất nhiều khác với kiếp trước ngoài ý muốn chẳng lẽ thật sự là ông trời đều ở giúp nàng nhất định là vậy nhất định là ông trời cũng nhìn không lại để cho nghiệp vô uyên loại tiểu nhân đê tiện này trở thành tiên vương đặc biệt để cho nàng sống lại một đời chính là vì nghịch chuyển mệnh đồ bị tiểu nhân làm bẩn của tiên giới như vậy nàng phải thừa dịp tiểu nhân kia không ở tông môn tận khả năng làm chút gì đó nếu muốn hủy bỏ hôn ước cạnh tranh vị trí tông chủ nhất định phải được ba đại trưởng lão trong môn ủng hộ. Nghiệp chỉ tinh thụ nghiệp vô uyên đề bạc, chiếm cứ vị trí trưởng lão thiện ác đường. Nghiệp chỉ tinh là một nữ nhân cực kỳ mộ cường, đối với nghiệp vô uyên đã sớm ái mộ. Nàng là không có khả năng ủng hộ chính mình ngồi lên tông chủ vị, như vậy chỉ có được mặt khác hai vị trưởng lão ủng hộ, nàng mới có cơ hội. Trong đó trưởng lão thiện binh đường phục ông là từ nhỏ nhìn nàng lớn lên, kiếp trước chỉ có hắn tận tình khuyên bảo nhắc nhở qua nàng bảo nàng chớ nên đem tông môn song thân vất vả thành lập chắp tay nhường cho người khác cho nên phục ông khẳng định là ủng hộ nàng như vậy cũng chỉ còn lại trưởng lão cuối cùng của thiện văn đường thôi hoài thôi hoài làm người cương trực công chính nhiều năm sau chính là hắn cố gắng bảo vệ khương ức ngồi lên vị trí trưởng lão thiện ác đường đủ thấy bản tính hắn chính trực cùng nghiệp vô uyên không phải cá mè một lứa nhưng vấn đề là thôi hoài năm xưa nhận qua nghiệp vô uyên đại ân nếu không có chứng cứ xác thực hắn tuyệt đối sẽ không phản chiến ủng hộ nàng trở thành tông chủ như vậy chỉ có tìm ra chứng cớ nghiệp vô uyên thí sư hoặc là thứ có thể làm cho hắn thân bại danh liệt bày ra trước mặt thôi hoài bằng chứng dưới núi thôi hoài mới có thể thấy rõ sắc mặt kẻ đạo chích mà chỉ là như vậy còn xa mới đủ ngoài trừ cửa ải trưởng lão này nàng còn cần tích góp từng tí một đại lượng công đức là để đạt được sự tán thành của trên dưới tông môn, mới có tư cách khiêu chiến với nghiệp vô uyên mà mọi người mong muốn. À, nói cách khác ta muốn hai bút cùng vẽ, một là chứng cớ, hai là công đức. Sau khi nghĩ thông suốt, vệ thư liền nghĩ tới một việc. Thừa dịp nghiệp vô uyên không ở tông môn, nàng thừa dịp ban đêm chạy tới nhược vô điện của nghiệp vô uyên. Quen thuộc mở mật thất có cấm chế, dùng bắt cực huyền châu ghi chép lại tình hình trong mật thất gian mật thất này là nơi nghiệp vô uyên chuyên môn dùng để cất giữ công cụ tình thú khuê phòng, đừng thấy hắn đạo mạo lẫm liệt, một phái ánh sáng chính nghĩa, kỳ thực chính là một biến thái say lòng muối. Mấu chốt hắn còn không được, chỉ có thể đem những thứ này dùng ở nữ nhân trên người, thu hoạch thỏa mãn. Khi vệ thư nhớ lại những thứ không chịu nổi kia, nàng hận không thể hiện tại liền hủy đi những thứ rác rưởi này. Nhưng không đành lòng thì loạn đại mưu, cô vẫn nhìn xuống nơi này đồ vật đều là nghiệp vô quyên yêu vật, thiếu một cái linh kiện, hắn đều có thể lập tức phát hiện, tại nàng cánh chim dần dần phong phú trước, tuyệt đối không thể bại lộ chính mình móng vuốt sắc bén. Sau khi dùng bắt cực huyền châu ghi lại toàn bộ, nàng liền lặng lẽ rời khỏi nhược vô điện. Khi trở lại vọng thư điện, nàng đắc ý nhìn huyền châu trong tay. Chỉ sợ nghiệp vô uyên làm sao cũng không nghĩ tới, hắn trăm phương ngàn kế chém giết hung thú dùng để lấy lòng bảo châu của nàng, sẽ có một ngày trở thành chứng cứ của hắn. Nhưng chỉ là như vậy, nàng còn sẽ không ngây thơ cho rằng chỉ một sở thích như vậy là có thể lật đổ khổ tâm kinh doanh mấy năm, nhưng nhịp vô uyên chọc trời chọc trời, đây mới chỉ là bắt đầu. Nàng thề sẽ làm cho tên tiểu nhân đê tiện kia thân bại danh liệt, lại dùng máu của hắn tế bái song thân cùng thân bằng đã chết thảm. Nàng cùng tròn ở trên giường hình tròn, tràn đầy cô độc cùng ấy nấy tiếng vào mộng đẹp. Cha, mẹ, dì út, âm ỉ, con rất nhớ hai người. Nước mắt chảy ra khóe mắt. Sáng sớm hôm sau, vệ thư đang ở trong điện điều tức. Thu nạp nhật nguyệt tinh hoa là bài tập mà người tu luyện phải làm. Nhưng, nàng đang chuyên tâm hấp thụ tinh hoa của mặt trời, thanh âm vân bảo đang ngồi sổng bên ngoài điện trêu chọc tiên điểu cũng lẩm bẩm rõ ràng truyền vào trong tai nàng. Vân bảo ngồi sổng dưới mái hiên điện, vùng tiên chủng lên trước mặt tiểu tiên điểu, nhân cơ hội sờ sờ tiểu tiên điểu nói, Vô Nguyên Tiên Quân hạ giới trừ yêu, đại hôn với chủ nhân cũng kéo dài. Chủ nhân mất mát biết bao, ngày hôm nay nàng trông mong đã lâu. Vệ thư, hiện giờ toàn bộ công việc tông môn giao cho nhị đồ đệ Ngọc Hành của Vô Nguyên Tiên Quân xử lý. Vô Nguyên Tiên Quân thật sự lợi hại, ngay cả đệ tử ngồi dưới cũng nổi tiếng như vậy. Bất quá muốn nói hiếu thuận, là đại đồ đệ khương ức, cũng không biết thân thể hắn tốt hơn chưa. Vân Bảo cẩn thận nhìn trái nhìn phải, độ linh lực đâu, ngay cả thân nhân cũng không nhất định bỏ được. Khương ức liên tục độ linh lực cho chủ nhân ba ngày, thật sự là đứng đầu bách thiện, mẫu mực của chúng ta. Vệ thư càng thêm im lặng. Khương ức mới không tính là hiếu gì, kiếp trước không phải, kiếp này cũng khẳng định không phải. Cô giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, kết hợp với tất cả những chuyện xảy ra gần đây, cô phát hiện mình đã bỏ sót một chi tiết rất lớn đó chính là thái độ của Khương ức đối với cô. Kiếp trước nàng sử dụng tất cả vốn liếng, để Khương ức tin tưởng nàng yêu hắn, từ đó bắt hắn. Nhớ rõ lúc ban đầu, hắn chính là mặt lạnh tâm lạnh, là trong ba đồ đời khó đánh hạ nhất, bây giờ vì sao tính tình đại biến, đối với nàng tốt đến quá phận. Chẳng lẽ, hắn cũng là sống lại. Chương 10 Thăm dò Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Thiên Nhất Tông là tiên giới đệ nhất đại phái, trong môn trên dưới đệ tử sinh hoạt thường ngày đều rất chú ý. Thượng tiên trở lên thực lực, ở trong tông môn lại đảm nhiệm chức vị quan trọng, ví dụ như trưởng lão, đều có thể được một chỗ cung điện làm chỗ ở. Nhưng dưới đây, chỉ kém một chút chính là ở trong quyển lạc trong thập tứ túc. Khương ức và Ngọc Hành mặc dù đều có thực lực thượng tiên, nhưng trong tông môn cũng không có chức vị quan trọng, cho nên đều ở nơi này. Lúc này trong hàng quyển, tiên thị thanh trúc đang tận tâm xử lý tiên thực trong vườn những thứ này đều là bảo bối của tiên quân nhà hắn hắn không dám chậm trễ hắn đang múc một gáo tiên tuyền xối lên một gốc cây toàn thân trong suốt lục miêu một giây sau liền nghe được trong điện truyền âm hôm nay bế khách khương ức trầm giọng giống như cửu thiên thần không có chút tình cảm nào thanh trúc vội vàng hướng về phía kim điện cung kính vân tiên quân hôm nay bế khách là lời y nghe khương ức nói nhiều nhất lỗ tai y sắp nghe đến chai rồi. Bất quá không có biện pháp, ai bảo tiên quân nhà hắn trời sinh tính lạnh. Nhưng dù vậy, nếu đặt ở bên ngoài, cũng không biết có bao nhiêu thiếu nữ tiên quân chen vỡ đầu đều muốn tiến vào hàng quyển bọn họ, cho dù chỉ là làm tiên phó quét dọn, chỉ cần có thể xa xa nhìn trúng khương ức một cái, cảm giác để cho các nàng chết cũng đáng. Thanh Trúc không rõ tâm tư của những nữ tiên quân kia, chỉ cảm thấy các nàng từng người rất đáng thương, bởi vì các nàng không chỉ xinh đẹp có người sinh ra còn rất tốt đều bị khương ức vô tình ném ra ngoài cửa mặt mũi đều mất hết các nàng lại một chút cũng không tức giận chỉ biết ảm đạm tinh thần rời đi thậm chí sẽ kiên nhẫn đến lại bị vô tình ném ra ngoài lặp đi lặp lại như thế không oán không hối mỗi lần như vậy thanh trúc đều yên lặng ở trong lòng tôn đối phương một tiếng dũng sĩ hắn tưới xong tiên thực liền đi đại môn chuẩn bị đóng cửa nhưng hắn mới vừa bắt được cạnh cửa trước mặt xuất hiện hai vị nữ tiên một người trong đó sinh ra cực đẹp cho dù là nhìn quen xinh đẹp nữ tiên hắn cũng nhìn không được nhìn giật mình bên cạnh cực mỹ nữ tiên còn có một nữ tiên mặt tròn nhìn qua cũng rất đáng yêu vừa nhìn đã biết là tiên thị hắn hướng cực mỹ nữ tiên lễ phép hỏi nữ quân là tới tìm tiên quân nhà ta vệ thư lễ cười đúng vậy không biết khương ức có ở nhà không vừa nghe đối phương gọi thẳng tên tiên quân nhà mình, thanh trúc có chút không vui. mặc dù ngươi sinh ra đẹp mắt, nhưng cũng không có lôi kéo làm quen như vậy. tục danh tiên quân nhà ta, há có thể mặt ngươi gọi thẳng? thanh trúc ngoài miệng. hồi nữ quân, tiên quân nhà ta không ở nhà, mời ngài. ngày khác lại đến đi. lời còn chưa dứt, một trận gió vội vàng phất qua, một giây sau khương ức hóa thành một đạo quan xuất hiện bên người vệ thư. Sư nương đăng môn, có chuyện quan trọng sao?" Vệ thư xấu hổ quét mắt nhìn Tiên thị Thanh Trúc, không phải nói không ở nhà sao? "Người này từ đâu tới?" Thanh Trúc tươi cười cứng đờ trên mặt, nội tâm khiếp sợ vô cùng. "Chính chữ." Vừa rồi Tiên quân nhà hắn một hơi nói chính chữ. Sau khi khiếp sợ xong hắn mới kịp phản ứng, Tiên quân nhà hắn lại tự mình đi ra đón khách. Nhưng lúc trước không phải còn hạ lệnh đóng cửa khách sao? còn có hắn vừa mới kêu vị nữ quân kia cái gì, sư nương. Thanh Trúc lập tức ý thức được thân phận của vệ thư, cung kính thở dài. Vệ thư không có lòng già dạ thanh thản làm khó một tiên thị, nói với Khương ức, không có chuyện quan trọng, chính là tới thăm ngươi, không biết có thể quấy rầy không. Sư nương nói quá lời, mời. Khương ức đón nàng vào. Vân Bảo theo sát phía sau, nhưng khi đi ngang qua Thanh Trúc, nàng dừng bước một chút, quay đầu nhìn Thanh Trúc vừa cứng đờ tại chỗ, trên mặt tiểu viên tràn đầy hoang mang chuyện gì đã xảy ra với anh ta thật tình không biết giờ phút này thanh trúc lần nữa trong lòng khiếp sợ năm chữ tiên quân hắn lại nói năm chữ vệ thư được khương ức mời vào trong điện nàng nhìn quanh trong lòng sinh ra một loại cảm khái trở lại chốn cũ bố trí nơi này vẫn giống như một đời ánh mắt rơi xuống một bệ cửa sổ hình quạt có thể nhìn thấy hoa nguyệt quang bên ngoài xúc cảm chạm trổ tinh xảo nàng còn nhớ rõ. Có lẽ là quá mức quen thuộc, cô giống như nhìn thấy cảnh lúc trước cô và Khương ức quần áo sọc sệt, cuốn quanh ấm lên. Nhưng mà hồi ức như vậy còn có rất nhiều, nàng tùy tiện nhìn mấy chỗ, sẽ có mấy chỗ hình ảnh hiện lên. Tỷ như trên ngọc đài tu luyện, Khương ức ngã ngửa, nàng cưỡi trên người hắn. Lại ví dụ như, Khương ức bị cô trêu chọc đến không chịu nổi, đặt cô trước giá sách ông eo hôn sâu hôm nay sống lại một đời, nàng mới phát hiện kiếp trước nàng quả thật phóng túng đến có chút quá mức. Mặt sư nương vì sao lại đỏ như thế? Giọng nói lạnh lẽo của Khương ức tựa như một nắm nước lạnh làm nàng kinh hồn trở lại, theo đó còn có tiên trà hắn đưa tới bên tay. Vệ thư cầm chén, ngửa đầu uống một ngụm lớn, mới đem dục hỏa làm loạn trong lòng tưới xuống. Không có, chỉ hơi nóng thôi. Cô tùy tiện bịa ra một lý do. Khương ức lập tức đưa gió lạnh vào điện, vệ thư nhất thời cảm thấy sảng khoái hơn, đầu óc cũng thanh tĩnh vài phần, nàng nhớ lại mục đích chuyến đi này, phải xác nhận Khương ức có phải cũng sống lại hay không. Vừa nghĩ tới khả năng này, ngực cô liền không nhịn được thắt chặt. Dù sao kiếp trước, cô lừa người của Khương ức, lại lừa trái tim anh. Đời này nếu hắn cuốn lấy mình, nàng cũng không thể làm được quá ác, cái này cùng sách quần không trở mặt nhận người có gì khác nhau cho nên cho dù phải phân rõ giới tuyến chỉ cần bình thường lưu ý nhiều hơn đừng bại lộ chính mình cũng là trọng sinh là tốt rồi sau đó bọn họ cứ tiếp tục duy trì quan hệ hời hợt an an ổn, ổn ổn qua tiên sinh dài dằng dặc của mình khương ức thân thể anh có khá hơn chút nào không vệ thương ngẩng đầu nàng rất rõ ràng nếu nàng cũng không mở miệng phỏng chừng hai người bọn họ có thể ngồi đối diện một ngày không nói lời nào sư nương không cần lo lắng bất quá là mất chút linh lực, rất nhanh sẽ khôi phục. Vệ thư chậm rãi gật đầu, vậy là tốt rồi. Nàng vung tay lên, mười mấy loại đan dược xuất hiện trên bàn. Ta biết ngươi cũng sẽ luyện đan, tất nhiên là chướng mắt ta những thứ này, nhưng tốt xấu là một mảnh tâm ý của ta, mong rằng ngươi không nên ghét bỏ. Tỷ như mấy bình này, mặc dù công hiệu không tốt, nhưng thắng ở luyện đan lúc sử dụng tài liệu vô cùng tốt, Ngươi có thể cầm đi dung hợp thành đan dược khác cũng là không tồi. Vệ thư giới thiệu từng cái một, cô cũng không phải tùy tiện nói. Đây đều là kiếp trước Khương Ức chính hắn nói, nàng hiện tại chiếu hồ lô họa biểu, hẳn là có thể dò ra một ít dấu vết đi. Ai ngờ Khương Ức vung tay lên đan dược, sau khi thu hết, chỉ nói tiếng cảm ơn, không nói gì khác. Vệ thư cũng đoán được sẽ không dễ dàng như vậy, đành phải dùng liều mảnh dược tiếp theo cô không nói lời nào che tay lên mu bàn tay thon dài trắng nõn của khương ức nếu khương ức không sống lại chắc chắn sẽ rút tay mình ra mặt lạnh lẽo hạ lệnh đuổi khách với nàng đến đây đi khương ức để ta xem phản ứng của ngươi xem ngươi rốt cuộc có phải sống lại hay không vệ thư không chỉ đặt trên mu bàn tay hắn còn cố ý sờ như có như không ý mập mờ lộ rõ sắc mặt khương ức vẫn lạnh như cũ nhìn không ra manh mối nhưng hắn không rút tay ra trước điều này làm cho vệ thư không khỏi lập bột. Chẳng lẽ? Hắn thật sự sống lại.